Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Hội Phước, kính thưa toàn thể quý anh chị trong ban hướng dẫn, đoàn sinh, gia đình Phật tử tỉnh Lâm Đồng, kính thưa tất cả các Phật tử đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hội Phước. Đây là một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Theo quy chế của gia đình Phật tử, mỗi năm ít nhất các anh chị gia đình Phật tử phải thọ Bát Quan Trai 2 kỳ. Và lần này gia đình Phật tử Lâm Đồng tổ chức thọ Bát Quan Trai, xin thượng tọa trụ trì chùa Hội Phước tổ chức tại chùa, ngôi chùa quê rất là dễ thương này. Và cũng vì vậy chúng ta kết hợp cả gia đình Phật tử Lâm Đồng cũng như là toàn thể các Phật tử của chùa Hội Phước trong buổi pháp thoại hôm nay, tạo nên một cái không khí rất là đẹp, rất là dễ thương, nhưng cũng là một cái khó cho bản thân của thầy. Quý vị biết vì sao khó không? Các Phật tử đó thì chuyên tu tịnh độ niệm Phật, hầu hết đều là lớn tuổi. Còn cái buổi giảng của thầy hôm nay là thầy giảng kinh, một cái bộ kinh liên quan tới sự tu học của gia đình Phật tử, đó là kinh Thắng Mang, một bộ kinh quan trọng của Đại Thừa Phật Giáo. Chính vì vậy mà giảng làm sao cho cả hai đạo tràng cùng nghe nó khó, nhất là các cụ bên dưới. Các anh chị gia đình Phật tử thì có bút có giấy để ghi rồi, phải không ạ? Các anh chị đã học khá nhiều và đây cũng là cái tư tưởng chủ đạo của gia đình Phật tử, cho nên có thể làm cho quý vị Phật tử nghe có thể chán và nó không có hấp dẫn quý vị ha, không có hấp dẫn. Hôm nay chúng ta học mà,
Cho đó thầy xin thưa là quý vị cũng cố gắng ngồi nghe được chữ nào hay chữ nấy. Quý vị ở phía sau đó, trong đoàn thờ bác đó, nếu quý vị cảm thấy rằng không có phù hợp lắm thì quý vị cũng có thể nhẹ nhàng đứng dậy đi ra, không sao hết á. Chúng ta rất là hoan hỷ thôi. Nhưng nếu quý vị cố gắng ngồi cùng nghe với các anh chị gia đình Phật tử được thì chúng ta nghe để chúng ta hiểu thêm về cái tư tưởng của Đại Thừa. Và hôm nay chúng ta có suốt một ngày để nghe kinh. Buổi sáng thầy sẽ giảng về cái nội dung chính yếu, cái tư tưởng chủ đạo của kinh Thắng Mang, giới thiệu về kinh Thắng Mang. Còn buổi chiều thầy sẽ đi vào từng chương trong 15 chương của kinh Thắng Mang để quyết trạch từng vấn đề. Cho nên các anh chị biết rằng đây là bộ kinh quan trọng, và khi thầy giảng hôm nay nó có thể làm cái tư liệu cho các anh chị, đặc biệt là các anh chị đang ở bậc lực đó, có thể sau này nghiên cứu để mà viết lách làm cái tiểu luận tốt nghiệp bậc lực của mình. Do đó mà nó hơi khô một chút xíu, nó đi về phần tư liệu nhiều một chút xíu, các anh chị cố gắng lắng nghe ha. Trước hết là xin cảm ơn Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm đã tạo cho chúng ta một không gian rất đẹp, và cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Bây giờ mình bắt đầu. Có bao giờ quý vị nghe cái tên kinh Thắng Mang chưa? Nghe chưa? Một cái tên kinh rất là lạ ha. Nhiều khi chúng ta đi chùa suốt mấy chục năm, nhưng mà đặc biệt các Phật tử, chứ các anh chị gia đình Phật tử thì biết rồi. Chúng ta đi chùa mấy chục năm nhưng mà chúng ta không nghe cái tên kinh nó hơi bị lạ như thế này. Thì hôm nay thầy xin giới thiệu với tất cả các anh chị bộ kinh tên là Kinh Thắng Mang. Và bộ kinh này nó còn có cái tên là Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, hay là người ta gọi tắt là Sư Tử Hống Kinh, Thắng Mang Sư Tử Hống Kinh, hay là Thắng Mang Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh. Rất nhiều những cái tên gọi như vậy. Và lát nữa thầy cũng sẽ giới thiệu luôn cả cái ý nghĩa của cái đề kinh này để cho các anh chị có thể nắm nó rõ, nó kỹ lưỡng hơn một chút xíu. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào ha. Cái đề kinh hôm nay chúng ta học là Kinh Thắng Mang. Chữ mang không có rê quý vị nha. Mang có nghĩa là gì quý vị? Mang có nghĩa là gì quý vị biết không? Mang là vòng hoa. Cái vòng hoa để người ta đội trên đầu á. Cái vòng hoa này nó rất là đẹp đẽ, nó rất là thù thắng, vì thế gọi là Thắng Mang, nói theo cái nghĩa của nó. Nhưng mà thực ra đó, Thắng Mang là tên của một vị phu nhân của vua Xứng Hữu, sống cùng thời với Đức Phật. Cho nên là lấy cái tên của Hoàng hậu Thắng Mang đặt cho tên kinh, vì thế gọi là Kinh Thắng Thắng Mang. Chữ Hán nó như thế này. Thắng Mang Kinh. Tên tiếng Phạn của nó, tiếng Phạn thì ký hiệu bằng chữ S ha. Srimala Simhanada Sutra, cái sutra là kinh đó quý vị ha. Srimala là tên chính của bà Hoàng hậu Thắng Mang. Mà chư tổ đó, người ta hay, các vị hay phiên dịch thành Mạc Lị Thất La đó,
Mạc Lị Thất La là tên của Thắng Mang phu nhân. Thì Thắng Mang phu nhân đó vốn là con của vua Ba Tư Đặt và hoàng hậu Mạc Lị, con gái của vua Ba Tư Nặc. Quý vị bao giờ nghe tên Ba Tư Đặt chưa? Và hoàng hậu Mạc Lị. Chúng ta học lịch sử Đức Phật đó thì chúng ta biết là vua Ba Tư Nặc là một vị vua rất là nổi tiếng trong thời của Đức Phật, ở tại nước Xá Vệ. Và vua là người rất cung kính Phật Pháp, cả vua cả hoàng hậu, và thường đi vào trong vườn cây của ông Cấp Cô Độc cùng Thái tử Kỳ Đà đó, Jetabana đó, để thưa thỉnh với Đức Phật rất rất là nhiều những cái vấn đề liên quan tới giáo đoàn của Ngài cũng như những cái pháp giải thoát. Một trong những cái giai thoại rất là nổi tiếng của vua Ba Tư Nặc là vị quốc vương này đó nghe tin Đức Phật đã từng nhận một người Chiên Đà La, tức là người thuộc giai cấp hạ tiện đó, vào trong giáo đoàn của Ngài. Cho nên vua Ba Tư Nặc quyết vào trong Tinh Xá Kỳ Hoàng, cái nơi mà Đức Phật đã từng an cư suốt 24 mùa để mà thuyết pháp giảng kinh cho chư tăng. Thì vua Ba Tư Nặc quyết định vào để thưa thỉnh Đức Thế Tôn thử vì sao mà Đức Thế Tôn có thể nhận người Chiên Đà La vào trong cái giáo đoàn của Ngài. Thì một hôm Đức Vua đến thì mới bước đến cổng của Jetavana thôi, tự nhiên thấy một vị tỳ kheo á, ở đâu từ dưới đất á, Ngài bay lên trên hư không, bay vuốt lên trên hư không, rồi bắt đầu mới từ hư không á, mới đầu mới đáp trở xuống. Đáp trở xuống rồi mới chui vào trong một cái hang đá nhỏ xíu vậy thôi, mà chui vào trong đó, rồi từ trong đó đó Ngài mới phóng ra. Và Ngài ngồi dưới một gốc cây, thần thông hiển đạt quá, không biết đệ tử của Đức Phật mà sao có một vị tỳ kheo thần thông hiển đạt quá. Cho nên là Đức Vua mới sụp lạy vì đó ba lạy. Lạy xong rồi đó thì đảnh lễ vì đó xong rồi mới đào mới vào mới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và cái điều đầu tiên Ba Tư Nặc hỏi Đức Thế Tôn là trẫm nghe nói là Đức Thế Tôn có nhận một người Chiên Đà La, tức là người thuộc giai cấp hạ tiện vào trong giáo đoàn của Ngài, như vậy có vàng thâu lẫn lộn, có làm hoen ố cái giáo hội của Ngài hay không? Bởi vì đó, trong quan điểm của người Ấn Độ ngày xưa đó, trong cái chế độ người Ấn Độ ngày xưa đó có 4 giai cấp là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà. Đà La đó là 4 giai cấp chính quý vị ha. Giai cấp Bà La Môn tức là giai cấp tăng lữ của gì quý vị, của Bà La Môn giáo. Cái giai cấp thứ hai là Sát Đế Lợi, là giai cấp vua chúa. Đây là hai giai cấp tôn quý trong xã hội, được người ta cung kính, được xem như là con của thần của thánh, không ai được phạm thượng, được phạm tới hết trơn á. Giai cấp thứ ba đó là Phệ Xá, tức là giai cấp thương buôn. Và giai cấp thứ tư là Thủ Đà La, tức là những người nông dân. Xã hội Ấn Độ được chia ra làm 4 giai cấp như vậy, nhưng mà lại có một cái giai cấp nữa gọi là giai cấp hạ tiện đó, mà chúng ta hay gọi là Chiên Đà La đó. Tức là cái giai cấp này sao quý vị, họ không có cái địa vị gì trong xã hội cả, họ được sinh ra để phục vụ cho 4 giai cấp trên, và không ai có khả năng để có thể làm được đứng một chân đứng nào trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Và quý vị biết không, họ là những người hạ tiện, cho nên là thậm chí khi gặp các giai cấp trên họ không được ngước mặt lên nhìn, mà thậm chí có khi họ chui vào trong bụi để mà họ trốn. Và cái sự phân biệt giai cấp của Ấn Độ ngày xưa nó rất là lớn, đến nỗi cho tới bây giờ sau mấy ngàn năm rồi đó mà sự phân biệt giai cấp ở Ấn Độ nó vẫn còn nguyên vẹn. Nếu quý vị nào đi Ấn Độ thì quý vị sẽ biết, người thuộc giai cấp hạ tiện đó thì gần như suốt đời họ sinh ra để phục vụ cho những giai cấp trên không thôi. Họ không bao giờ có được cơ hội, dù họ học hành nhiều cao đến thế nào, dù họ có cố gắng làm ăn để có tiền ra làm sao, thì họ vẫn được xem như là giai cấp hạ tiện. Tôi chứng kiến rất nhiều những cái cảnh mà giai cấp hạ tiện ở Ấn Độ họ đạp xe rickshaw hay là họ đi phục vụ cho những nhà giàu Ấn Độ, nhìn thấy rất là tội nghiệp. Và sự phân biệt giai cấp ở Ấn Độ mãi tới sau này, tới bây giờ thế kỷ 21 rồi vẫn còn nguyên vẹn. Một trong những người được xem như là
vĩ nhân của Ấn Độ xếp sau Đức Phật đó là Thánh Gandhi. Các quý vị đã nghe ông Mahatma Gandhi đó, khi mà ông vận động để giành độc lập cho Ấn Độ 1947 đó, thì ông cũng không bao giờ dám xóa bỏ cái chế độ giai cấp của Ấn Độ, bởi vì ông rất cần vận động cái tiền bạc cũng như là cái nhân lực của giới nhà giàu. Ông không dám đụng đến. Nhưng mà cách đây đó 2600 năm thì chính Đức Phật đã từng tuyên bố rằng không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn, không có hận thù trong dòng máu cùng đỏ, phải không ạ? Chắc tất cả các anh chị nghe điều này nhiều lần nhưng mà thấy nó bình thường. Bình thường thì bởi vì sao? Thì rõ ràng có gì đâu mà phải phân biệt. Nhưng mà đối với xã hội Ấn Độ, nói một câu đó ra là gì quý vị? Là phạm thần thánh. Bởi vì những giai cấp Bà La Môn Sát đây là những giai pháp do Phạm Thiên sinh ra. Theo quan điểm của Ấn Độ đó là Thượng Đế sinh ra, là tôn quý. Mà bây giờ bảo rằng không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn, không có hận thù trong dòng máu cục đỏ, đó là câu nói phạm thần, phạm thánh. Ngày xưa mà Đức Phật thuyết pháp mà nói câu này, người ta có thể xách gậy, người ta đánh ngài, người ta có thể giết ngài vì phạm thượng. Chứ không phải là chuyện bình thường quý vị ha. Cho tới bây giờ người ta không dám xóa bỏ vấn đề giai cấp, nhưng ngay thời Đức Phật đã từng tuyên bố như thế, để quý vị thấy đó những cái khó khăn và sự vĩ đại của Đức Phật trong cái sự hoằng pháp của ngài suốt 49 năm suốt lưu vực sông Hằng là nó lớn lao chừng nào. Thì quý vị biết vua Ba Tư Nạc vào thưa với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, trẫm nghe nói đó Đức Thế Tôn có nhận một người Chi Là La vào trong giáo đoàn của ngài, vàng thâu lẫn lộn như vậy thì có làm hoen ố đến giáo hội của ngài hay không? Đức Phật dạy: không, có người sinh ra không liền thành Bà La Môn hay Chi Là La mà chính do sở hành của họ, do chính việc làm của họ, do chính đời sống của họ nó tạo nên cái phẩm giá, cái nhân cách của một con người. Tất nhiên Đức Thế Tôn dạy đó thì vua Ba Tư Nạc nghe hả mà vâng lời. Mặc dầu mình là một vị vua nhưng mà Phật dạy như vậy vì rất rất là tôn kính Đức Thế Tôn, cho Đức Thế Tôn dạy như vậy thì vua Ba Tư Nạc nghe để trong bụng thôi. Rồi cái xong câu chuyện đó rồi Đức Thế Tôn mới nói là: hồi nãy trẫm đi vào cổng Jetavana đó, cổng kỳ viên đó, trẫm thấy có một vị tỳ kheo chứng được thần thông hiển đạt, có thể bay lên trên hư không, phải không ạ? Có thể chui vào trong hang đá, rồi vận thần thông ngồi dưới gốc cây. Vị tỳ kheo đó là ai mà có thần thông hiển đạt, tu tập có như tuyệt vời như vậy? Đức Phật nói đó là người Chi Đà La ta mới nhận vô đó. Đó là người Chi Đà La ta mới nhận vào đấy. Một người dù chỉ là giai cấp hạ tiện nhưng nếu tu tập đúng theo giáo pháp của Đức Phật thì vẫn có thể thành tựu được quả vị giác ngộ. Chuyện thần thông đó là chuyện nhỏ, phải không quý vị? So với quả vị A-la-hán là chuyện thần thông bay lên hư không hay là hóa thân thành lửa thành nước là chuyện nhỏ. Cái chuyện người ta có chịu tu hay không, đó là một cái giai thoại rất là nổi tiếng về những lời thư hỏi của vua Ba Tư Nạc. Quý vị cũng biết vua Ba Tư Nạc cũng đã từng là cái người đón Đức Thế Tôn từ cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho thân mẫu trở về trên mặt đất, là vua Ba Tư Nạc cùng đoàn đệ tử ra cùng với tùy tùng ra tiếp đón Đức Thế Tôn. Và vua Ba Tư Nạc có một người vợ chính là hoàng hậu Mạc Lị đó, cũng là một người rất cung kính Đức Thế Tôn. Và vua và hoàng hậu có một người con gái tên là Srimala đó. Srimala đó, hoàng hậu là vợ của vua Xứng Hữu. Thì một hôm đó vua Ba Tư Nạc với hoàng hậu Mạc Lị mới bàn với nhau, mới nói với nhau như thế này: con gái của ta là một người có đức hạnh, có trí tuệ, có cái thiện căn rất là lớn. Bây giờ đó vợ chồng chúng ta đó đã từng quy ngưỡng Đức Thế Tôn thì chúng ta nên đem cái nên hướng dẫn cho con gái của chúng ta tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Thì vua và hoàng hậu nói như vậy xong rồi đó thì mới sai người tùy tùng của mình đó viết một lá thư. Vua viết một lá thư rất là kỹ lưỡng gửi tới cho con gái của mình, tức là vợ của vua Xứng Hữu, tức là hoàng hậu Thắng Mang.
Thì khi đó Hoàng hậu Thắng Mang nhận được lá thư đọc xong đó, ha quý vị ha, là Hoàng hậu Thắng Mang mới hướng vọng về Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lúc bây giờ đang giảng tại Kỳ Viên nhưng mà không hiểu như thế nào. Đức Thế Tôn nhận ra được cái sự giao cảm rất là đặc biệt, Đức Thế Tôn mới hiện thần thông đến trước mặt của Hoàng hậu Thắng Mang. Hoàng hậu Thắng Mang cùng đoàn tùy tùng đảnh lễ Đức Thế Tôn, và ngay lúc đó Hoàng hậu Thắng Mang mới trình bày tất cả sự cái nhận thức của mình đối với Phật pháp, đối với Như Lai, đối với Như Lai Tạng, đối với pháp thân, đối với nhất thừa, và được Đức Phật chứng y cho nói ta sẽ làm chứng cho con cứ việc nói. Và Hoàng hậu Thắng Mang mới trình bày tất cả những cái thấy cái biết của mình cho Đức Thế Tôn nghe, và Đức Thế Tôn ấn chứng cho Hoàng hậu Thắng Mang. Sau khi Đức Phật trở về tại kinh xá Kỳ Viên thì Đức Phật vừa nghĩ tới vua trời Đế Thích, ta gọi chúng ta hay nghe là Thích Địa Hoàng Nhân đó ha, mà là vua của tất cả các tầng trời đó. Thì Đế Thích cùng với đoàn tùy tùng liền hiện đến. Lúc bây giờ bên cạnh Đức Thế Tôn thì có thị giả A Nan và các vị tỳ kheo. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới nói lại những cái lời mà Thắng Mang phu nhân đã tuyên thuyết với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn dặn với vua trời Đế Thích rằng đây là những lời chân thật đã được Như Lai ấn chứng, cho nên á về sau đó ông hãy bảo hộ và cho mọi người tụng đọc những kinh này, vì kinh này là liễu nghĩa đại thừa, là chân thật thật nghĩa. Đó là cái nguyên do mà chúng ta có cái kinh Thắng Mang bây giờ. Quý anh chị nghe rõ không ạ? Và toàn kinh nó có đến 15 chương với những cái nghĩa lý rất là đặc biệt. Ngày hôm nay thầy sẽ cố gắng trình bày cho quý vị trong buổi sáng và buổi chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Đây là một bản kinh rất là ngắn chứ không có dài. Nói 15 chương nhưng có những chương đó chỉ có vài dòng thôi. Và nghĩa lý của nó đó, nó phù hợp với tất cả những nghĩa lý của những kinh điển mà chúng ta đã từng tụng đọc, đặc biệt là đối với tất cả các anh chị gia đình Phật tử. Kinh Thắng Mang có cái tên là Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh. Đây là cái tên được ghi trong Đại Tạng, Đại Chánh Tạng, tức là Đại Tạng được biên tập vào niên hiệu Đại Chánh, Đại Chánh Tạng tập thứ 12. Và bản kinh này được rất nhiều các vị tổ như là Ngài Cát Tạng, Ngài Tuệ Viễn đã chú giải. Và ở Việt Nam chúng ta đó, chúng ta có một bậc thầy lớn, đó là ai quý vị? Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã từng dịch và chú giải bản kinh này rất là gì quý vị, rất là siêu xuất, rất là đặc biệt. Cũng có rất nhiều vị dịch kinh này ở Việt Nam, nhưng cái bản Thắng Mang giảng luận của Hòa Thượng Tuệ Sĩ là tuyệt vời. Rất tiếc chúng tôi không, trước đây chúng tôi đã từng tụng đọc mà chúng tôi không còn giữ được cái bản này. Chúng tôi phải lật Đại Tạng tập 12 ra để đọc nguyên cái chánh văn bằng chữ Hán để hiểu kỹ hơn, để hiểu sâu hơn về những cái chữ nghĩa được dùng trong đó, để hôm nay chia sẻ với quý vị. Và buổi sáng hôm nay thầy sẽ không đi vào chánh kinh, mà thầy sẽ trước hết thầy sẽ nói về những cái nội dung của kinh một cách khái quát, về những tư tưởng chủ đạo của kinh, rồi chiều hôm nay chúng ta mới đi vào phần văn kinh. Thì về nội dung của kinh đó, thầy có soạn thảo một cách ngắn gọn sơ lược ra đây. Thầy sẽ viết lên trên bảng từng phần như vậy để các anh chị có thể có tài liệu mà ghi chép, để chúng ta học một kinh chúng ta nắm cho nó vững vàng luôn hả mà. Nội dung của kinh, đây là cái nội dung mà thầy soạn ra, không biết có chính xác và rốt ráo hay không, nhưng mà coi như thầy biết tới đâu thầy nói tới đó ha. Về nội dung của kinh Thắng Mang đó, chủ yếu là gì? Thắng Mang lập ra 10 đại thọ. Lập ra 10 đại thọ. Ba đại nguyện. Trước Đức Thế Tôn,
Đức Thế Tôn. Đồng thời tự nói pháp môn Đại Thừa Nhất Thừa. Đồng thời tự nói pháp môn Đại Thừa Nhất Thừa. Đại Thừa Nhất Thừa giải thích rộng Thánh Đế. Giải thích rộng Thánh Đế. Pháp thân và Như Lai Tạng. Đó là cái nội dung thứ nhất mà thầy muốn trình bày với tất cả các anh chị. Trước hết là nội dung cái kinh này nói gì. Hoàng hậu Thắng Mang, gọi là chúng ta hay gọi là Thắng Mang phu nhân đó, đã lập ra 10 đại mười đại thọ, 3 đại đại nguyện trước Đức Thế Tôn, đồng thời tự nói về pháp môn Đại Thừa Nhất Nhất Thừa, giải thích rộng Thánh Đế những cái khái niệm về pháp thân cũng như là Như Lai Tạng, là những cái khái niệm mà xin thưa quý vị, nếu chúng ta không có niềm tin của Đại Thừa đó thì chúng ta không bao giờ cảm nổi cái điều này. Vì sao mà thầy nói cái kinh Thắng Mang này phù hợp với tinh thần của gia đình Phật tử? Tại vì sao? Nhiều khi mấy thầy nói là mấy ông gia đình Phật tử cao ngạo, tại toàn học là mấy bộ kinh cao của Đại Thừa không? Học toàn là Duy Ma Cật, là Thắng Mang, là Pháp Bảo Đàn, là Bát Nhã, là Niết Bàn không? Bởi vì đó là tư tưởng chủ đạo của tinh thần Phật tử của chúng ta, dựa trên cái gì quý vị? Dựa trên nền tảng của Bồ Đề Tâm. Cái điều này rất là quan trọng. Trong kinh dạy đó, vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp, thì danh ma nghiệp. Có nghĩa là nếu để mất cái tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện pháp thì đó là ma sự chứ không phải là Phật sự. Cho nên gia đình Phật tử không phải là một tổ chức từ thiện, không phải là một hội đoàn mang tính làm công tác xã hội, giống như là Hướng Đạo hay là Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ Nữ, phải không quý vị? Hoàn toàn không phải như vậy. Dù chúng ta cũng đi làm từ thiện, chúng ta cũng làm việc xã hội, nhưng tất cả những hội đoàn của thế gian họ làm vì cái gì? Vì mục đích thế gian. Còn chúng ta làm là dựa trên nền tảng của Bồ Đề Tâm mà làm. Nếu để mất cái tâm Bồ Đề mà hành cái pháp thiện thì đó không phải là Phật sự mà là ma sự. Điều này các anh chị phải nắm rõ. Gia đình Phật tử chúng ta nó khác như vậy. Dù chúng ta cũng đi làm giống như những hội đoàn khác, nhưng tinh thần chúng ta là dựa trên nền tảng của Bồ Đề Tâm. Là gì quý vị? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, chứ không phải đi làm từ thiện. Cho nên á, gia đình Phật tử chúng ta không phải là một tổ chức đi ngược lại hay chống đối với những trào lưu xã hội. Tôi cũng biết có một số anh chị đó hay chửi cái này, hay phê phán cái kia, cộng sản như thế này, quốc gia như thế nọ. Chuyện đó không phải chuyện gia đình Phật tử. Chúng ta không có ghét ai cả quý vị. Cộng sản có đáng ghét không? Cộng sản đáng ghét hay đáng thương? Đáng thương. Tất cả chúng sinh đều đáng thương. Chứ chúng ta không phải là một hội đoàn để chống đối một gì quý vị, một tổ chức, một chủ nghĩa. Kẻ thù chúng ta không phải là một đảng phái nào. Kẻ thù chúng ta là gì quý vị? Là tham lam, là sân hận, là si mê, là kiêu mạn, là nghi ngờ, là những căn bản phiền não làm cho tất cả chúng sinh bị gì quý vị? Bị đọa lạc. Đó mới là kẻ thù của chúng ta. Cho nên chúng ta không có ghét ai hết, mà chúng ta phải gì quý vị? Mở rộng lòng từ bi, mở rộng thương yêu. Chúng ta không nhân danh một tổ chức, kể cả một tôn giáo, một giáo hội, không có giáo hội nào cả,
Vấn đề chúng ta là dựa trên nền tảng Bồ Đề Tâm để thực hiện lời dạy của Đức Phật. Trên là cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. Chúng sinh là gì? Chúng sinh là chúng nhân duyên sinh, tức là những người có nhân duyên cùng sinh ra chúng ta trong cuộc đời này. Chúng sinh thì đủ thứ, hả mà, đủ màu sắc, đủ tổ chức, đủ giáo phái, đầy dẫy những tà kiến và phiền não đều là những đối tượng để chúng ta hóa độ. Chứ không phải bây giờ chúng ta tu, chúng ta chống cái đảng này, ca ngợi cái nhân vật kia, nhân danh Thích Ca, nhân danh Giê-xu, nhân danh tự do, nhân danh bình đẳng. Bà Roland, bà đã từng nói, quý vị biết Roland sao, người Pháp, ôi tự do, nhân danh bi mà người đời phải chịu biết bao nhiêu tội lỗi. Người ta nhân danh quốc gia, nhân danh màu cờ sắc áo rồi tàn hại lẫn nhau, phải không ạ? Nhân danh sự sống nhưng mà tàn hại môi trường, tàn hại sự sống. Đó không phải là mục tiêu của gia đình Phật tử chúng ta. Mục tiêu gia đình Phật tử chúng ta là dựa trên nền tảng của Bồ Đề Đề Tâm, thượng cầu hạ hóa, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. Nếu lìa cái nền tảng này mà làm tất cả các pháp thiện thì đó là ma sự chứ không phải là Phật sự. Cho nên á, tất cả thế gian là chúng sinh, là đối tượng để chúng ta hóa độ, để chúng ta hành Bồ Tát tác đạo bằng lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là cả các anh chị Phật tử phải nắm, chứ không nhanh đảng phái nào để chống đối ai cả. Và đó, chúng sinh thì nó có rất nhiều dạng. Cho nên á, Đức Phật cũng tùy nghi mà làm gì quý vị? Mà thi thiết nhiều phương tiện để mà dắt dẫn chúng sanh trở về với bến giác. Cho nên cái nội dung thứ hai rất quan trọng, thầy sẽ ghi ra để cho các anh chị nắm. Nội dung thứ hai là gì quý vị? Kinh Thắng Mang quy giáo pháp Tam Thừa về Nhất Thừa. Quy giáo pháp Tam Thừa về Nhất Thừa. Được Nhất Thừa tức là được Pháp Thân Như Lai. Được Nhất Thừa tức là được Pháp Thân Như Lai. Chỗ này thầy phải dừng lại để thầy trình bày một vài cái khái niệm mà thầy nghĩ tất cả các anh chị ở đây đều nắm, các Phật tử cũng đã biết. Nhưng mà rồi chúng ta đụng tới những khái niệm này, chúng ta phải nói lại. Kinh Thắng Mang là quy giáo pháp Tam Thừa về Nhất Thừa. Tam Thừa là gì quý vị? Ở đây ai biết Tam Thừa là gì? Chỉ cho thừa nào? Thừa nào? Thừa nào đây? Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát gọi là Tam Thừa, hả mà. Hàng Thanh Văn, Duyên Giác được gọi chung là Nhị Thừa, hả mà. Hàng Nhị Thừa và Bồ Tát gọi là gì quý vị? Bồ Tát là được xem như là quyền thừa, tức là thừa phương tiện. Thì chúng ta đã từng đọc và học Kinh Pháp Hoa rồi, hả mà. Các anh chị nhớ cái ví dụ về ngôi nhà lửa, tức là có những đứa trẻ thơ nó ở trong một cái ngôi nhà rộng lớn, nhưng mà ngôi nhà thì sao quý vị? Ngôi nhà bị cháy, hả mà. Ngôi nhà này chúng ta gọi là nhà lửa tam giới đó, hả mà. Tam giới là ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái ông trưởng giả đó, người cha đó, thấy mấy đứa con vui chơi, nó mãi vui chơi với bằng những chiếc xe đó, hả mà. Đủ thứ xe, ha, mà giống như con người chúng ta bây giờ khoái xe lắm, đủ thứ xe đó, nào là Mercedes, nào là gì Innova, rồi nào là Toyota gì đó, tôi không rành, ha, mà mình khoái đủ thứ loại xe hết trơn á, mình kiếm
mãi mê giống như những đứa trẻ nó chơi những chiếc xe nhựa trong nhà vậy đó, mà nó không biết là ngôi nhà đang cháy. Cho nên ví ông trưởng giả đó, ông nói mà hoài nó không ra, thì ông ví dụ nó, ông nói thôi bây giờ các con ra đây đi, ta cho một chiếc xe to hơn, hả mà chiếc xe trắng, hả mà chiếc xe trâu, chứ còn ba cái xe dê, xe nai, xe hưu này không ăn thua, ta ra ta cho một cái gì, chiếc xe con trâu trắng thật là to. Chắc hồi xưa không có Mercedes cho nên Phật ông dụ Mercedes đó, cho nên hồi xưa mà có chắc ông nói ra đây ta cho một chiếc Mercedes hay là một chiếc gì đó Cadillac rồi vậy không. Ông Phật nói ra ta cho một chiếc xe trâu, nhưng mà rồi rốt cuộc ra ông trưởng giả có cho không quý vị? Không có cho chiếc xe nào cả ha, mà bởi vì chỉ có một chiếc xe cổ trâu trắng đại thừa, còn ba chiếc xe nhỏ nó không ăn thua gì cả. Ở đây là gì vậy? Cái ý nghĩa đó, Đức Phật đã dắt chúng sinh ra khỏi cái nhà lửa tam giới và chỉ thẳng tới đại thừa ha. Mà thừa là gì? Thừa là chiếc xe đó. Tiểu thừa là chiếc xe nhỏ, xe hưu, xe nai, xe dê gì đó ha. Mà còn đại thừa là cổ trâu trắng ha. Mà ban đầu thì nói tới ba xe, nhưng mà rốt cuộc dắt ra chỉ cho một chiếc xe là cổ trâu trắng đại thừa ha. Mà thừa là chiếc xe, đại thừa là chiếc xe chở được nhiều người. Cho nên giáo pháp trong kinh, nội dung của kinh Thắng Mang là gì quý vị? Cũng quy tam thừa về nhất thừa. Đó là nội dung rất là quan trọng, và đặc biệt đó, nếu được nhất thừa tức là được pháp thân của Như Lai. Cái khái niệm thứ hai thầy muốn nói với quý vị là khái niệm pháp thân. Đôi lúc chúng ta mơ hồ về cái chỗ này, mặc dù chúng ta nói hoài pháp thân là gì quý anh chị. Có ba thân là pháp thân, gì nữa, thân nào nữa, ứng hóa thân và khái niệm thứ ba là báo thân. Báo thân là gì? Mình có báo thân không? Mình có không? Mình có không ạ? Mạnh dạng lên chứ, mình có báo thân không? Có. Báo thân là thân do quả báo đưa đến, anh chị hiểu không ạ? Con người của mình bây giờ là báo thân nè, mình tạo cái nghiệp gì cho nên kiếp này mình làm người là cũng ngon lành rồi không ạ? Trong 10 cõi Phật Bồ Tát Duyên Giác Thanh Văn Trời Người Atula Súc Sanh Ngạ Quỷ và địa ngục, mình mang cái thân quả báo con người so với những cảnh giới khác là rất là thù thắng ha. Mà mình được sống trong cuộc đời này kể ra đó cũng ghê gớm ha. Mà nhưng mà nói như trong kinh nói là cái cõi đời này là cõi đời gì quý vị? Ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Cái kiếp sống thì nó sao quý vị? Nó tội nghiệp ha. Mà cái thấy biết thì sao? Nhỏ hẹp gọi là kiến trược ha. Mà phiền não thì nó dãy đầy gọi là phiền não trược. Chúng sinh thì đủ thứ hình dạng, đủ thứ loại cả gọi là chúng sinh sanh trược. Mạng sống chúng ta thì sao? Dài hay ngắn? Hết sức là ngắn ngủi. Tuy nói rằng trăm năm chứ mấy ai sống được trăm năm đâu ha. Mà cho nên cõi đời này gọi là cõi đời ngũ trược ác thế. Đức Phật có báo thân không? Có, nhưng mà báo thân của Đức Phật là báo thân viên mãn với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình ha. Mà như vậy Đức Phật và chúng ta đều có báo thân ha. Mà khái niệm thứ hai là ứng hóa thân là cái thân do ứng hóa mà nó hiện ra, quý vị hiểu mà, do ứng hóa hiện ra. Đức Phật có thể hóa hiện ra muôn ngàn thân để hóa độ chúng sinh. Như quý vị đọc kinh Phổ Môn, Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hiện ra 32 ứng thân. Muốn làm đàn ông, đàn ông, muốn làm đàn bà, muốn hiện ra thân vua để độ chúng sinh thì hiện ra thân vua để độ chúng sinh. Muốn hiện ra thân Đế Thích, thân Phạm Vương, thân Tỳ Sa Môn, thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, thân đồng nam đồng nữ, à mà các ngài đều có thể hóa hiện ra để mà hóa độ chúng sinh. Mình có ứng hóa thân không? Có không? Có. Mình hóa chập nó ra quỷ phải không các anh chị? Mình đang ngồi đây thì thấy ai giống như Phật cái trơn á ha,
chửi thử câu thôi ha. Bà Cúc bắt nết chẳng hạn vậy ha, là gì hóa ra thân gì? Thân quỷ liền à, thấy không à? Ông chính là cái người trời đất hỡi ha mà, là hiện ra cái thân, thân ma mình cũng có hóa đó, nhưng mà hóa ra ra ma ra quỷ không mà, phải không các anh chị? Thật ra mình cũng có ứng hóa, hóa thân, nhưng mà mình không chịu, không chịu hóa. Và cái tinh thần đại thừa chúng ta là chúng ta phải hóa. Ngày nào chúng ta cũng tụng đại bi cả, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la la ni. Con có một cặp tay, con nguyện cho có 1000 cặp tay. Con có một đôi mắt, con nguyện cho có 1000 đôi mắt. 1000 đôi mắt này để nhìn thấy tất cả nỗi khổ của chúng sinh trong tam giới. 1000 đôi tay này để cứu vớt nỗi khổ của chúng sinh trong tam giới. Cái tâm đại bi đó không có gì ngăn ngại và rắn chắc giống như ngọc Đà La là đi. Đó là ý nghĩa của câu thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La là đi, là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế, Quán Thế Âm. Mình có mấy tay? Mình có mấy tay? Mình cũng có 1000 tay. Nhưng mình xài có 2 tay ôm vợ, ôm con thôi. Thỉnh thoảng tôi thấy quý vị cũng xòe vài cánh tay ra để chứ không ạ? Có không ạ? Ở tuốt trên Đà Lạt mà giang một cánh tay xuống tuốt dưới đà tẻ để ôm đàn em của mình cũng có chứ. Có không? Có. Nhìn thấy người hàng xóm đói khổ, nghèo, mình cũng giang một cánh tay ra mình cứu vớt cho họ đó chứ. Có không? Có. Mình có 2 con mắt nhưng mà đôi lúc mình cũng dùng cái con mắt xấu lưng. Hả mà? Nó sầm xì, nó nói xấu mình á đằng sau lưng, nhưng mà mình thấy không? Thấy. Mình cũng có 1000 tay, 1000 mắt, mà mình xài có mấy tay à? Xài có mấy đôi mắt thôi. Tinh thần chúng ta là phải hóa thân ra để gì quý vị? Có 1000 tay, 1000 mắt. Đó là tinh thần đại thừa. Không có gì khó hiểu phải không các quý vị? Không có gì khó hiểu cả. 2 tay chúng ta chỉ có ôm vợ ôm con không thôi thì vô lý quá. Hả mà? Chúng ta phải dang thêm nhiều cánh tay nữa để ôm nhiều chúng sinh sinh nữa. Đó là sự thăng hoa của đại thừa, chứ không phải giống như có một vị không hiểu mà cho rằng ôi đại thừa tào lao, người gì mà tới 1000 tay đó là cái quái thai. Trời ơi, nói như vậy đó quý vị ha. Một vị giảng sư mà giảng rằng thiên thủ thiên nhãn là một cái quái thai của Phật giáo, mà không hiểu rằng 1000 cánh tay này để cứu vớt nỗi khổ của chúng sinh, 1000 đôi mắt này để nhìn thấy hết nỗi khổ của chúng sinh trong tam giới. Chúng ta chỉ dùng có 2 tay, 2 mắt, quá hạn hẹp. Bây giờ phải mở rộng lòng của mình ra, ngày nào cũng tụng đọc hết mà. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Cái tâm đại bi đó không có gì ngăn ngại và rắn chắc giống như ngọc Đà La La Ni. Đó là ứng hóa thân, hả mà. Cái khái niệm thứ 3, đây là một khái niệm rất là gì quý vị? Rất là rộng, mà nhiều khi chúng ta không cảm hết được. Pháp thân là cái thân pháp. Cái thân pháp, cái thân này nó như thế nào? Nó không hình không, không tướng. Nó không bị giới hạn nơi con chó, con mèo, con người hay ông Phật. Cái thân này nó có mặt cùng khắp tất cả pháp, pháp giới. Nó không bị ngăn né, không bị giới hạn bởi cái thân thể vật chất của con người. Nó có thể ở ngay nơi đầu ngọn cây, lá cỏ, nơi giọt nắng, nơi cụm mây trời. Thân đó gọi là thân pháp. Các anh chị hiểu mà, thân đó gọi là thân pháp. Nó có thể nơi tiếng suối róc rách, nó có thể nơi màu non lờ là. Cho nên ông Châu Đông Pha ông có bài kệ rất là hay: Khê thanh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, già lai bát vạn tứ thiên kệ, minh nhật như hà cử tợ nhân. Có nghĩa là gì quý vị? Cái tiếng suối róc rách kia đó chính là quảng trường thiệt, thiệt tướng đó. Ở trên thiệt tướng là dù cho pháp thân. Cái thân mình á, mà muốn nói ra tiếng nói bằng cái gì quý vị? Nhờ cái gì quý vị? Cái gì? Nhờ cái lưỡi mà nói ra được đấy không ạ? Đó là cái thân phàm của mình, nó dùng cái lưỡi để mà phát ra cái âm thanh.
Còn cái âm thanh tiếng sứ róc rách trong rừng kia cũng là gì quý vị? Là quảng trường thiệt tướng, tức là tướng lưỡi rộng dài của Pháp, Pháp thân. Cái màu núi xanh ngắt đằng kia đó, xanh thẳm đằng kia đó, à, cũng chính là cái thân thanh tịnh của gì? Như Lai. Vì thế gọi là khê thanh tiền thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Già Lai bát vạn tứ thiên kệ, minh nhật như hà cử tờ nhân. Đêm về, à, cái pháp thân nó thuyết 84,000 bài kệ, nhưng sáng mai làm sao đem cái điều đó nói với người đấy? Bây giờ làm sao tôi đem cái pháp thân để tôi nói cho cái quý vị hiểu đây? Quý vị có pháp thân không? Quý vị ở trong pháp, pháp thân, tất cả chúng sinh đều ở trong một cái pháp, pháp thân. Nó vẫn thấp thoáng ở quanh đây, nó vẫn gần gũi chúng ta từng ly từng từng tí, nhưng chúng ta bị cái thân ngũ uẩn che lấp, chúng ta không thấy được cái màu nhiệm của pháp, pháp thân. Hoặc chúng ta cũng thấy hoài mà chúng ta không biết, phải không ạ? À, Quách Thoại nói dễ thương lắm, tả đó hoa thực dược đó. Đứng yên bên hàng dậu, em nở nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc và lắng nghe em hát, lời em ca thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Cái đó hoa thực dược đó, ở ngay trước nhà mình cứ đi ra đi vô mình không thấy, mình chỉ thấy cái gì đỏ đỏ xanh vàng ha, mà mình chưa thực sự tiếp xúc với đó. Đó hoa, cái vầng trăng trên đỉnh đầu của chúng ta đó, à, nó sáng mãi như thế đó, mà nhiều khi bận rộn quá, rồi cái mãi giận hờn, cái mãi cơm áo gạo tiền, cái mãi tối thui cuộc đời với những cái phiền não, nhiều khi chúng ta không thấy được cái vầng trăng trên đỉnh đầu, huống gì những thứ rất là thâm thiết đối với đời sống chúng ta không cảm nhận hết. Và tinh thần của Đại Thừa là tinh thần thể nhập với pháp, pháp thân. Và Kinh Thắng Mang đã quy tán thừa về nhất thừa, đạt được nhất thừa, ngộ được nhất thừa, tức là ngộ được pháp, pháp thân. Chúng ta nghe cao quá phải không? Chúng ta nghĩ chúng ta vó không tới phải không các anh chị? Không, nó ở ngay trong đời sống của chúng ta thôi. Nếu chúng ta có niềm tin đối với Đức Như Lai thì chúng ta sẽ nhận ra nó thường hằng trong từng phút giây của đời sống. Nói như vậy để cho các anh chị hiểu, chúng ta sẽ nhận ra nó trong từng phút giây của đời sống, trong từng hơi thở ra, trong từng hơi thở vào, trong từng tất cả những hỉ nộ ái ố của chúng ta. Nó lạ lắm, nó màu nhiệm lắm. Và từ chỗ này chúng ta mới nhận ra được phiền não tức bồ đề. Mình giận lên là mình là quỷ phải không các anh chị? Mà mình gì quý vị? Mình hết giận là tự nhiên mình thành Phật. Lạ luôn phải không ạ? Ngay trong một niệm thôi, một sát na thôi, à, mà mình thanh tịnh là mình là Phật. Ngay trong sát na đó mà gì quý vị? Để cho phiền não che lấp thì mình thành ma, thành quỷ. Trong từng hơi thở ra vào của chúng ta để chúng ta biết thì chúng ta sẽ nhận ngay được cái pháp thân Phật ngay trong đời sống của chúng ta. Đó là những khái niệm đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc nhở các anh chị. Cho nên nội dung của thứ hai của Kinh Thắng Mang là gì? Là quy giáo pháp tam thừa về nhất thừa, hả? Mà tam thừa tức là gồm có nhị thừa thanh văn diễn giác và bồ tát tác thừa. Mỗi tối mà các anh chị sám hối, chúng ta hay đọc cái câu gì đầu tiên, cái gì nhớ không? Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí nguyện, quyền thừa chư vị Bồ Tát. Nhớ không? Gì nữa? Duy y tối thượng thượng thừa. Chỉ đó, quy y với tối thượng thượng thừa. Đó là phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng thanh, nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam liệu tam bồ đề. Nguyện cùng tất cả chúng sinh quy hướng về Phật thừa. Đó là đại thừa tối thượng. Mà điều này đó, nếu chúng ta hiểu nó như những khái niệm mơ hồ nào đó của mấy ông Bồ Tát á, thì là chúng ta chưa phải sống xứng đáng với tinh thần của một khinh trưởng gia đình Phật tử. Nói thẳng thừng như vậy, chưa xứng đáng là một
sinh trưởng gia đình Phật. Phật tử. Đây không nói tới quả vị, đây không nói tới mình tu tới đâu, mà đây nói là cái nền tảng của tâm bộ Bồ Đề. Phải dựa trên nền tảng Bồ Đề tâm mà làm. Các đoàn từ thiện họ cũng đi cho người nghèo, họ giúp đỡ người già nghèo, neo đơn để mong cầu phước báo của cõi trời cõi. Còn người còn mình là sao quý vị? Bất vị tự cầu nhân thiên phước báo. Người ta nói giàu sang là nhờ kết quả của bố thí, phải không ạ? Cho nên có nhiều người đó đi bố thí để được giàu sang. Có nhiều người nói phóng sinh thì sẽ được hết bệnh, sẽ được sống lâu. Cho nên mình đi phóng sinh để được trường thọ, đó là vì cầu danh thiên phước báo. Mà hôm nay mình đi thọ bát, mình sinh hoạt để làm cho giáo hội chúng ta lớn mạnh tào lao. Tinh thần vật Phật tử không vì một cái gì cả, mà vì gì quý vị? Dựa trên nền tảng của tâm bồ đề, đó là thượng cầu hạ hóa. Cho nên giống mà không giống, mình cứ làm giống như người ta nhưng mà không giống. Nếu quý vị đi làm từ thiện vì cái gì đó thì không phải là tinh thần của đại thừa, của gia đình Phật tử. Cho nên các vị gia đình Phật tử được học những bộ kinh lớn của đại thừa, mà thậm chí quý thầy nhiều khi không được học. Mà nói như vậy không phải là mình hơn quý thầy. Ở đây không phải quả vị tu chứng, hả? Mà đây không phải trình độ cao, trình độ thấp. Nhưng Đức Phật đó, phương tiện mà có những giáo pháp phù hợp với từng hạng căn cơ, mà nó từng á tạo nên một cái sự xung đột, chứ không phải là cái chuyện bình thường đâu. Xin lỗi, tôi nói thẳng, mấy ông thầy đó hay chửi đó. Xin lỗi ha, mấy ông gia đình Phật tử cao ngạo, ăn học toàn những bộ kinh đại thừa không à, cho nên coi trời bằng vung, không coi ai ra gì. Gặp quý thầy không chấp tay thấy chào à. Nhưng mà chúng ta không biết cái căn bản là đó, thanh văn á là tướng, cái giới thanh văn gọi là tướng giới, hả? Mà thanh văn là ai quý vị? Là người như thầy nè, tướng của thầy là tướng thanh văn. Còn quý vị là gì? Quý vị là gì? Là Bồ Tát. Bồ Tát là tánh giới. Cái giới của quý vị thọ là Bồ Đề tâm giới, là tánh giới. Tướng thì phải có trật tự rõ ràng, hả? Mà phải có thượng có hạ chứ. Cho nên đụng tới thì thầy nói luôn, chứ không thôi là chúng ta không hiểu. Có thể trong bài nó sẽ có những vấn đề này, khi gặp thầy sẽ trình bày. Tỳ kheo 250 giới à, và giới của tỳ kheo là rất là nghiêm cẩn. Phải đó, trước hết đó, cái tiêu chuẩn của một người thọ vị tỳ kheo là phải là gì quý vị? Lục căn cụ túc, 6 căn đầy đủ. Hồi nhỏ đó thầy nghe nói lùn là không được thọ tỳ kheo, thầy về thầy khóc quá chừng luôn. Khóc với sư phụ quá trời, con đi tu mà nó con không được thọ tỳ kheo, bị lùn không được thọ tỳ kheo. Đúng ra đó là như vậy đó. Đi cà niễn bị tật, bị sức môi không thọ tỳ kheo, cà lâm không thọ tỳ kheo, chục mắt không thọ tỳ kheo. Bởi vì tướng tỳ kheo là tướng hóa độ chúng sinh, đức tướng đại Phật tiên dương, mà thấy cho Phật để tiên dương Phật pháp. Cho nên tướng là phải ra tướng. May mà rốt cuộc thầy cũng còn đủ thứ để thọ tỳ kheo đấy à. Tướng thì nó phải rõ ràng. Cho nên Bồ Tát phải đảnh lễ tỳ kheo. Đức Phật truyền y bát cho ai? Không truyền cho Văn Thù, không truyền cho Quan Âm, mà truyền cho Maha Cá Cà Diếp, truyền cho hàng thánh văn. Hả? Mà quả vị của thánh văn là gì? Là gì quý vị? Là tứ thánh, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Là hán. Pháp thanh văn tu là pháp gì quý vị? Là pháp nhân không, là tu tứ diệu đế. Còn á, Bồ Tát đó, giới của Bồ Tát là tánh giới. Cho nên á, què thọ giới được không? Mù thọ giới được không? Được, tánh giới mà.
Hiểu không ạ? À, phụ nữ thọ được không? Ma thọ được không? Được, vì đây là tánh giới. Và giới thanh văn thì phải có thầy truyền đầy đủ tam sư và thất thất chứng. Còn giới Bồ Tát ở trong những thời, ở những nơi không có thầy truyền thụ, có thể quỳ giữa gì? Quỳ giữa mặt đất, hướng về mười phương chư Phật cùng khắp hư không này phát nguyện thọ thọ giới và được đắc giới. Và thanh văn đó, khi đó, chết thì sao quý vị? Ngay khi vừa đó đoạn cái mạng căn thì cái giới thể nó mất. Còn giới Bồ Tát một khi đã thọ, đã lãnh thọ, vì nó vô tận tạng mà, cho nên dù quý vị có chết đi, có đọa xuống dưới địa ngục, thì giới thể Bồ Tát nó vẫn còn đời đời kiếp 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 cho tới ngày thành Phật. Mà có cái điều đặc biệt với Bồ Tát là nguyện không thành Phật, đó không? Địa tạng đấy, à, địa ngục vị không thể bất thành. Nếu còn một chúng sinh ở dưới địa ngục thì không chịu thành Phật với Bồ Tát, đó là vô tận tạng tạng. Cho nên đây là giới tánh. À, tánh thì nó không còn hình tướng. Còn thanh văn là tướng giới, vì thế mình phải lạy cái hình tướng này. Tướng này mới là tướng Đại Phật Tuyên Dương nè. Thấy Phật để tuyên dương Phật Pháp. Còn chúng ta là gì quý vị? Chúng ta là phụng sự. Tinh thần chúng ta là tinh thần phụng sự. Mà phụng sự không phải vì những cái chấp kiến hẹp hòi nhỏ bé như là tôn giáo, như là đoàn thể, như là tổ chức, như là quốc gia, màu cờ sắc áo, mà mở bồ đề tâm yêu thương hết tất cả. Các vị hiểu chỗ đó không ạ? Đây là sự khác biệt giữa thanh văn và duyên giác, rõ chưa? Cho nên chúng ta phải, người ta nói mình cao ngạo là tại vì mình không hiểu rõ cái chỗ này. Không có ai cao ai thấp cả, mà chúng ta dựa trên nền tảng của tâm bồ đề. Mà để cho Phật Pháp lưu hành lâu đời thì phải cung kính đối với tất cả các vị thanh văn, các vị tỳ kheo. Chữ thanh văn nó cũng cao lắm, ghê gớm lắm, nhưng mà đây chỉ là tướng thanh. Thành ra tôi đang nói tướng nha, chứ không phải tôi là thanh văn. Nhưng mà tôi đang mang hình tướng đầu tròn áo ở vuông là tướng thanh văn. Tướng quý vị có tóc là tướng Bồ Tát, chứ không phải là tôi giỏi hơn các vị. Tôi đứng đây tôi dạy cho quý vị, quý vị có thể giỏi hơn tôi, nhưng tôi là người đang tuyên dương Phật Pháp. Còn quý vị là những người thừa hành đức hạnh của Như Lai để đem Phật Pháp lưu hành ở thế gian bằng hành động thực tiễn của mình. Khác nhau, thấy rõ không ạ? Cái nội dung thứ hai, kinh Thắng Mang quy giáo pháp tam thừa về nhất thừa á mà. Và khi đã đạt được nhất thừa, tức là được cái pháp thân của Như Lai, pháp thân thầy đã trình bày rồi á mà. Cái nội dung thứ ba rất là quan trọng mà quý vị phải nắm. Tuy bị phiền não trói buộc, nhưng bản tánh của chúng sinh vẫn thanh tịnh vô cấu. Nhưng bản tánh của chúng sinh vẫn thanh tịnh vô cấu, đồng đẳng với Như Lai. Cho nên đều có tính Như Lai. Như Lai ở đây đang nói tới Phật tánh, tới Như Lai tạng. Vâng, đây là cái nội dung thứ ba mà kinh Thắng Mang muốn truyền tải. Tức là tất cả chúng sinh tuy bị phiền não trói buộc như chúng ta, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều bị phiền não trói buộc, nhưng bản tánh của chúng sinh đó vẫn thanh tịnh vô cấu. Mình có tin nổi điều này không?
đồng đẳng với Di Lặc. Mình là như Như Lai, mà trong kinh hay dùng cái từ gì? Như Lai tại tại chiền, hả mà Như Lai còn ở trong cái chiền phược này nè, còn bị ràng buộc bởi phiền não, vì thế mình là gọi là Như Lai tại tại chiền. Như Lai là gì quý vị? Vô sở tồng lai diệt, vô sở khứ cố danh gì? Như Lai chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu, vì thế gọi là như Như Lai, hả mà mặc dù mình bị phiền não cấu bẩn, nhưng mà đó bản chất của mình á là vẫn là gì quý vị? Vẫn thanh tịnh vô cấu, đồng đẳng với như Như Lai, trên nơi mình hoàn toàn có tính như Như Lai. Và toàn bộ kinh điển Đại Thừa là triển khai cái chỗ này đây, chỉ cho mình thấy cái tự tánh thanh tịnh có sẵn ở trong trong mình, bị phiền não che lấp mà mình không thấy nó thôi, chứ mình vẫn có sẵn cái tính của như Như Lai. Vậy mới tu chứ tu làm gì, à không quý vị? Tu làm gì? Đây là cái điều đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa. Mà nếu đó bỏ mất cái Đại Thừa này đó, bỏ mất cái niềm tin này đó, thì Phật giáo không có gì ghê gớm cả. Tôi cho rằng như vậy, không có gì ghê gớm cả. Cái ghê gớm, cái đặc biệt của Phật giáo là gì quý vị? Đức Phật chỉ cho chúng sinh nhận ra được ngay nơi mình có sẵn cái tính tính Phật, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật, Phật tánh, hoặc là cái chỗ gọi là chến chến tâm, như là duy thức, cái chỗ gọi là Như Lai, Như Lai tạng, vân vân, hả mà đều là những cái danh từ để chỉ cho cái có sẵn trong mỗi chúng sinh. Ai cũng có cái này cả. Nếu chúng ta không tin cái chỗ này, tức là chúng ta mất đi cái căn của đại Đại Thừa, và điều này rất là quan trọng. Rồi chúng ta có nó chỗ nào? Có nó ra làm sao? Có nó làm sao? Cái Phật tánh đó gọi là gì quý vị? Gọi là tự tánh. Cái gì cả? Phật tánh chính là tự tánh. Tôi nhớ trong cái bài niệm hương nó có một câu rất hay mà nhiều khi chúng ta đọc hoài chúng ta không hiểu. Nguyện thử diệu hương văn biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài. Gì nữa quý vị? Xứng tánh tác Phật sự. Mà không biết xưa đây có vị nào mới dịch cái câu này là theo Phật pháp làm lành đó. Trời, tôi thấy dịch vậy ủ quá, dịch vậy ủ quá. Cái chữ rất là hay quý vị ha, xứng tánh tác Phật sự. Có nghĩa là gì quý vị? Xứng tức là ứng hợp á, ứng hợp với tự tánh của mình mà làm Phật Phật sự, chứ không phải mình làm cho ai trên á. Làm Phật sự tức là trở về với tự tánh. Thế mà dịch câu này là theo Phật pháp làm lầm thì coi như là nó mất đi, phải nói là thậm chí mất mà nó sai một cách với là trời vực so với cái câu kinh quá hay này. Xứng tánh theo Phật sự là ứng hợp với tự tánh của mình mà làm Phật Phật sự. Tự tánh của mình nó như thế nào quý vị? Nó có tham không? Tự tánh nó tham không? Không tham. Cho nên ứng hợp với tự tánh của mình mà bố thí, đó là đại bố thí. Không có đem cái gì cho người ta hết trơn mà sống với tự tánh, đó là đại bố thí. Tánh mình nó có sân không? Tánh mình vốn nó không sân. Sân là cái tướng này thôi, chứ bản chất nó không có có sân. Cái sân nó cũng giả, tất cả chỉ là hình tướng giả, giả hợp. Cái tham, cái sân nó cũng như vậy, do phiền não che lấp, do vô minh mà khởi phiền phiền não. Bây giờ quý vị có tham không? Bây giờ quý vị đang ngồi đây, quý vị có tham không? Không. Đang ngồi đây chúng ta không tham, đúng không ạ? Mà không tham là gì quý vị? Là đại gì? Là đại bố thí. Không sân là gì quý vị? Là đại nhẫn dục. Không si là đại trí tuệ. Lục độ ba la mật, chỉ cần quay trở về với tự tánh của mình là đầy đủ hết tất cả. Hiện tại mình đâu có tham đâu, nhưng mà có thể có một cách vi tế, hả mà tham cái gì đó, hả mà giờ ngồi đây hơi bị nóng, mái tôn hơi nóng, giờ mình thèm có cái quạt, nó quạt cho nó mát, đó cũng có chút tham. Cái tham đó mang thua, hả mà cái pháp tu Bồ Tát Quán Thế Âm là pháp tu gì quý vị? Phản văn tự tánh, tức là quay cái nghe trần cảnh lại để nghe lấy tự tánh của mình.
Bởi vì ai cũng có sẵn cái tự, tự tánh, mà tự tánh đó nó thanh, thanh tịnh, nó vô cấu. Mà tại mình sống cái tướng, chứ mình không nhận ra được nó. Nếu các anh chị tinh tấn tu tập, nếu tất cả các Phật tử tinh tấn tu tập, đây chẳng hạn đang nói, muốn nói cho các Phật tử trong đoàn thờ bác, mỗi ngày mình ngồi niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, không khởi tham, không khởi thân, không khởi si, thì ngay nơi đó quý vị về với tự, tự tánh. À mà nói các anh chị gia đình Phật tử nó xếp cẳng lại ngồi hít thở theo dõi hơi thở của mình. À mà không bị vướng bận bởi những vọng tưởng, những vọng vọng trần, tức là mình trở về với tự tánh của mình. Pháp tu Bồ Tát Quán Thế Âm là phản văn văn tự tánh mà. Phản văn quay cái nghe lại. À để nghe lấy tự tánh của mình. À tự tánh phản văn văn tự tánh. Quay cái nghe trần cảnh lại, nghe lấy cái tự tánh của mình. Thì tự tánh của mình nó cũng thanh tịnh, cũng vô vô cấu, nó đồng đẳng với như Như Lai. Cho nên nơi mình đều có tính của như Như Lai, phải tin điều đó. Chứ không phải tinh thần của những tôn giáo khác. Tin ta, tin Chúa sẽ được Chúa rước về nước thiên đàng vinh quang của Chúa, đời đời làm tối mọi cho Chúa. Mà những lễ Phật đản của mình đó, không, cái slogan rất là nổi tiếng là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, tức là Đức Phật cho hàng tín đồ của mình ngang với Ngài. Tu đâu cho trường, tu cùng mai sau thành Phật, ngồi chung một bàn, mình cũng là Phật. Ghê gớm không? Mình cũng là Phật. Mà mình lạy Phật là lạy cái đó đó. Kinh Kim Cang nói còn kinh khủng không? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến gì Như Lai. Nếu ai đó mà lạy Phật qua hình danh sắc tướng là người đó đang hành tà đạo, người đó không thấy được gì Như Lai. Mình lạy Phật là trở về với tự tánh của mình. Phật ở đâu? Phật ở ngay trong mình. Pháp ở đâu quý vị? Ở ngay trong mình. Tăng ở đâu? Ở ngay trong mình. Vì thế mới có tam tự tự quy đó. Tự quy Phật là sao quý vị? Không phải là không cần ai quy cho mình mà tự mình quy ý. Không phải. Chỉ tự có nghĩa là gì? Tự là chính mình. Tự quy Phật là quay trở về nương tựa với ông Phật của chính mình. Cho nên Đức Phật mới dạy các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, mỗi người hãy là hải đảo của tự tự thân. Xuyên suốt trong kinh điển của Đức Phật, Nam Tạng cũng như Bắc Tạng đều chỉ ra cái chỗ này. Đó là tinh thần đại thừa của Phật giáo. Mình xem thường mình quá, mình không có tôn trọng cái tánh linh tự kỷ của mình, cho nên mình tu hòa nó cũng chừng đó. Còn nếu tất cả các anh chị mà khi tu mà mình có một cái niềm tin tuyệt đối vào cái Như Lai ở trong mình đó, cái Phật tánh ở trong mình đấy, thì á, sự tu tập chúng ta nó sẽ phát sinh ra cái pháp lạc, cái năng lượng rất là tốt, hả mà. Mình tu mình mới thấy có niềm vui chứ. Còn cái tu hoài mà sao thấy nó cũng vậy. Thế ơi thầy, con tu mấy chục năm sao con thấy nó cũng vậy à? Mà con thấy mấy người kia không tu thấy cũng vậy. Thế thôi tu làm gì? Tôi có một đệ tử nói vui vậy, nói thật vậy luôn á. Con thấy tu cũng vậy mà không tu cũng vậy mà. Thế thôi tu chỉ cho nó mệt. Tu hoài không thấy gì. Mà nếu chấp vào hình danh sắc tướng là càng đại bệnh nữa. Tu để diệt trừ phiền não càng đại bệnh nữa. Tu để hướng đến chân như càng đại họa nữa. Ha mà. Chứ nói tới chuyện hướng tới một cái thế giới siêu hình nào đó, mơ hồ nào đó đằng sau kiếp người này. Tu là để trong từng phút giây mình trở về với tự tánh. Rất đơn giản như vậy thôi. Chứ mà tu để bữa sau chết rồi được về một cái thế giới mơ hồ nào đó bằng cái tên này tên kia đủ thứ cả. Đó là tà kiến. Tôi dám nói đó là tà kiến. Bất kỳ đó là đâu? Bất kỳ đó là ông thầy nào giảng. Mình phải biết tu là trở về với chánh niệm trong từng phút giây hiện tại, để nhận ra cái ông Phật ở ngay trong mình trong phút giây giây này. Mà nếu ngay phút giây này mình là Phật rồi thì lòng từ bi nó mới lan tỏa, trí tuệ nó mới phát sinh. Chứ không phải ồ thằng đó nó bị xe tung tội ha, rồi đem góp tiền cho nó, rất là tu đâu.
À mà đầy ái kiến như vậy đó phải là tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo, phải không các anh chị? À, chúng ta phải nắm cái chỗ này. Vì lấy Như Lai làm nền tảng, cho nên dù sống trong thế giới sinh tử luân hồi cũng có khả năng đạt được niết niết bàn. Thầy viết có vẻ lâu quá, mất thời gian của anh chị quá. Thôi thôi viết. Cần biết không? Cần không? Cần ha. Vì lấy Như Lai làm nền tảng. Vì lấy Như Lai làm nền tảng. Cho nên dù sống trong thế giới sinh tử luân hồi chữ thì hơi xấu tí quý vị ha, chịu khó đọc. À, cũng có khả năng đạt được niết bàn. Cũng có khả năng đạt được niết bàn. Này, vì lấy Như Lai làm nền tảng, quý vị nên nhớ ha. Lấy Như Lai làm nền tảng. Không phải lấy cái ông Phật trên kia. Mà Như Lai là ở đâu quý vị? Là cái tự tánh thanh tịnh ở trong trong mình đấy, ha, mà làm nền nền tảng, cho nên dù sống trong thế giới sinh tử luân hồi cũng có khả năng đạt được niết niết bàn, ha mà. Niết bàn là gì thì đó là một cái khái niệm mà không thuộc cái phạm trù thầy giảng ngày hôm nay, nhưng mà thầy cũng sẽ nói qua cho các anh chị biết tiếng Phạn niết bàn. À, niết bàn là gì? Là vắng bặt củi lửa phiền phiền não, chỉ niết là không á, ha mà. À, không thổi đó. Hồi xưa hay dịch là không thổi đó, không không thổi cái củi lửa của phiền phiền não, không đốt cái củi lửa của phiền não não lên. Niết bàn là cảnh giới vắng bặt củi lửa phiền phiền não, hoặc là niết bàn hữu dí dí y, hoặc là niết bàn vô dí dí y, ha mà. Hoặc là niết bàn vô trụ trụ xứ, hoặc là niết bàn tánh tánh tịnh, ha. Vô dí niết bàn, hữu dí niết bàn, vô trụ xứ niết bàn, hay là tánh tịnh niết niết bàn. Ngay nơi đây vẫn có niết bàn không quý vị? Có. Ngay nơi đây mà không có phiền phiền não, không có nhiễm ô, thì ngay nơi đây là niết niết bàn. Và chúng ta có thể chứng được niết bàn ngay trong thế giới hiện tại, chứ không phải tu để kiếp sau chứng được niết niết bàn. Trong một tách trà, hả mà, vắng bặt củi lửa phiền phiền não, thì tất tà tên hai tay chánh niệm dân trọn tròn đầy, nguyện xin nguyện sống trọn vẹn bây giờ và ở ở đây. Lúc nào mà chúng ta quý vị cũng sống được giống như quý vị bưng tách trà trên hai tay với chánh niệm như vậy, thì ngay nơi đó là niết niết bàn. Phải hiểu cho nó rộng ra như thế, phải không ạ? À, cho nên dù sống trong sanh tử luân hồi cũng có khả năng đạt được niết niết bàn, tức là vắng bặt củi lửa phiền phiền não, đơn giản như vậy thôi. Còn những cái khái niệm vô trụ xứ niết bàn rồi tánh tình niết bàn rồi, không có thời gian giảng, giảng là nó mất nhiều quá. Bộ kinh này 15 chương, đúng ra là phải giảng 15 buổi, ha mà. Mà tôi ngày hôm nay là tính buổi sáng này chỉ nói nội dung của kinh thôi, chiều bắt đầu mới vào hết 15 chương luôn. À, nghe được không? Chịu ngồi nghe không? Ai ngủ gục cứ việc ngủ không sao. Ha mà. Tôi biết mà, tôi nói kiểu này dưới kia chập ngủ gục hết á. À, ai ngủ gục cứ ngủ cho ngon. À, ai nghe được cứ ngồi rồi nghe. Chúng ta phải đi qua những cái nội dung chính yếu như vậy. À, tư tưởng nhất thừa của kinh này chính là thừa kế kinh Pháp Hoa. Tư tưởng nhất thừa của kinh này thừa kế kinh pháp Hoa. Và trở thành trọng điểm của Phật giáo Đại thừa.
và trở thành trọng điểm của Phật giáo Đại Thừa. Kinh Pháp Hoa nói gì quý vị? Kinh Pháp Hoa nói nhất Nhất Thừa. Chúng ta đã tụng đọc Kinh Pháp Hoa và chúng ta nghe ông mình giảng nhiều rồi phải không ạ? Chủ yếu là quy về nhất Nhất Thừa. Đó là tối thượng Thượng Thừa, đó là Phật Thừa. Không có nói thanh văn duyên giác, không có tam thừa, không có ngũ thừa gì cả. Và tinh thần của Kinh Thắng, Thắng Mang là kế thừa tinh thần của Kinh Pháp, Pháp Hoa. Bây giờ Kinh Pháp Hoa nói chỗ nào? Nói chỗ nào? Có một cái câu kệ mà rất nổi tiếng trong Kinh Pháp Hoa mà Phật tử chúng ta phải thuộc, ha mà. Đó là gì quý vị? Chư Pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng, Phật chủng tùng duyên khởi, thị cố thuyết nhất Nhất Thừa. Đó là tư tưởng Pháp Hoa. Các anh chị ghi chư Pháp. Tôi viết chữ Hán, các anh bị cái viết chữ Việt đi ha. Tôi viết chữ Hán nhanh hơn. Tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng, thường tự tịch diệt tướng, Phật chủng tùng duyên khởi, thị cố thiết nhất Nhất Thừa. Tất cả các pháp đó từ xưa đến nay, tất cả các pháp, pháp là gì quý vị? Quý vị hiểu chữ pháp không? Pháp là gì? Trong duy thức định nghĩa chữ pháp hay lắm. Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Tất cả những gì nó có thể duy trì tự tánh của nó, để khi nào mà mình nói tới nó là làm cho người ta hiểu cái đó là cái gì đó là pháp. Mình nói bàn, hả mà, mình nói tới cái bàn là người ta liền nghĩ tới cái miếng ván đóng để đằng trước mặt quý vị, hả mà. Nói ghế là người ta nghĩ ghế, nói cây là người ta hiểu cây, nói mây người ta hiểu mây, nói trời người ta hiểu trời, đó là pháp, hả mà. Tôi nói người, nói súc sanh, chúng ta có hiểu không? Nói trời, hiểu không? Hiểu phải không ạ? Chúng ta có một cái khái niệm gọi là quỷ sanh vật giải mà, làm cho người ta hiểu về vấn đề đó, cái đó gọi là pháp. Nói Phật, nói Bồ Tát, nói thanh văn, nói duyên giác, nói thánh, nói phàm, nói phiền não, nói bồ đề, đó là những cái pháp. Tất cả các pháp từ xưa đến nay, chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Bản chất của nó vốn là gì quý vị? Tịch diệt tức là vắng lặng. Mọi thứ nó là như thế đó. Khổng Tử nói vui: thiên hà ngôn tai, vạn vật sanh yên, tứ thời hành yên, thiên hà ngôn tai. Trời có nói gì đâu. Vạn vật vẫn sôi nảy nở, bốn mùa vẫn tuần tự xoay vần, trời có nói gì đâu. Mà mình nói nhiều quá vậy. Mình đủ thứ, mình đúng, mình sai, mình hay, mình dở, mình tốt, mình xấu, mình hơn, mình thua. Mình nhân danh tự do, bình đẳng, mình nhân danh quốc gia, chủ nghĩa, làm khổ nhau cả. Phải không quý vị? Làm rối ren cuộc đời, chứ trời có nói gì đâu. Vạn vật sanh yên, tứ thời hành yên, thiên hà ngôn tai. Trời có nói gì đâu. Muôn vật vẫn sanh sôi nảy nở, bốn mùa vẫn tuần tự xoay vần, trời có nói gì đâu. Tất cả những hình danh sắc tướng này chỉ là gì quý vị? Do nghiệp cảm của chúng sinh mà nó hiện ra, do nhân duyên mà nó hiện ra. Phật chủng tùng duyên khởi. Cho nên tôi hay nói với tất cả các anh chị, tất cả quý vị đó, nếu ai hỏi quý vị đâu là cốt tủy đạo Phật, quý vị trả lời giùm tôi chỉ hai chữ thôi. Chữ gì? Nhân duyên. Là duyên khởi. Và toàn bộ tam tạng kinh điển của Đức Phật đều dựa trên nền tảng duyên khởi này mà nói. Tất cả các kinh điển cũng chỉ nói về duyên khởi thôi.
Có khi nói tứ đại duyên khởi, nói về cái thân chúng ta đó, lục đại duyên duyên khởi, nói về đời sống chúng ta gọi là ngũ uẩn duyên duyên khởi, nói về sự biến hiện ha của gì quý vị, căn thân và thế giới, nói a lại gia duyên duyên khởi, nói về những hành nghiệp chúng sinh gọi là nghiệp cảm duyên duyên khởi, nói về sinh mệnh quan tức là thập nhị duyên duyên khởi, 12 nhân duyên đó. À, hay là trong kinh Hoa Nghiêm, tư tưởng Hoa Nghiêm là gì, là pháp giới trùng trùng duyên duyên khởi, do nhân dư hiện khởi, không có một thượng đế nào có thể tạo ra cái gì, không ai có quyền ban phước giáng họa cho ai, không có gì tự nhiên mà nó có. À mà chẳng phải từ cục đá mà đẻ ra ông Tề Thiên, phải không? Không phải, tất cả đều do nhân duyên nó hiện khởi, và hạt giống Phật cũng từ nhân duyên mà nó hiện khởi. Hôm nay chúng ta gieo cái nhân nào, cái duyên nào, chúng ta gieo cái duyên tà kiến thì chúng ta trôi dạt mãi trong tà kiến, chúng ta sanh về cảnh giới của tà kiến, chúng ta sống với những người tà kiến lạ vậy đó. Nha. Hôm nay là huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam, hôm nay là Phật tử đoàn Bát Quan Trai, gieo cái nhân Phật pháp, đời này không chứng ngộ chết sao, sinh tiếp vào nhà Phật pháp, có cha mẹ đi chùa dắt mình đi chùa học Phật tu Phật. À mà gieo cái duyên tà kiến thì sao, bữa sau mà sinh ở bên Iraq thì sao, theo Hồi giáo, sinh ở La Mã thì sao, theo Thiên Chúa giáo. Mà ở Việt Nam cũng vậy, hả, mà rơi vào nhà ngoại gọi là cái nhân nào thì cái duyên ấy, tất cả đều do nhân duyên hiện khởi, thì hạt giống Phật cũng từ nhân duyên mà hiện khởi, phải thấy cái hạt giống Phật đó, phải thấy cái đó để mà quy hướng. Chính vì vậy Đức Phật mới nói nhất thừa, đây là bài kệ quan trọng nhất trong kinh Pháp Hoa: chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng. Mình nói nhiều quá, thì tất cả các pháp từ xưa đến nay tướng của nó là bốn gì quý vị, là vắng lặng. À, chính vì nó không có thật là cái này, không thật là cái kia, thì vậy gạo mới nấu thành cơm được chứ, phải không ạ? À, chính vì cái chỗ là do nhân duyên cho nên Đức Phật mới nói nhất thừa. À, cho nên tư tưởng nhất thừa của kinh này chính là thừa kế kinh Pháp Hoa và trở thành trọng điểm của Phật giáo Đại thừa. Các anh chị đang học một bộ kinh quan trọng của Đại thừa, liên quan đến sự hành hoạt của gia đình Phật tử, hả, mà gần gũi với tinh thần gia đình Phật tử, vì thế mà thầy phải nói kỹ cái chỗ này. Rồi, điểm đặc sắc của kinh này là, các anh chị ghi, điểm đặc sắc của kinh này là gì? Là một cái lý do mà hôm nay thầy giảng kinh Thăng Mang đấy. Là gì? Điểm đặc sắc của kinh này là nói về người nữ tại gia. Nữ tại gia. Cho nên cùng với kinh Duy Ma đều là những tác phẩm tiêu biểu cho Phật giáo tại gia của Phật giáo Đại. Vậy thì nếu anh chị ghi thêm thì ghi ha mà. À, đặc điểm điểm đặc sắc của kinh này là nói về người nữ tại gia, cho nên cùng với kinh Duy Ma đều là những tác phẩm tiêu biểu cho Phật giáo tại gia của Phật giáo Đại thừa. À, trong gia đình Phật tử Lâm Đồng của mình bây giờ ai là trưởng ban với anh chị, ai là trưởng ban gia đình Phật tử Lâm Đồng? Chị Chi, chị mà làm trưởng ban à, có không? Có người sẽ nghĩ như vậy, mà chị có làm trưởng ban được không? Được. Tôi thấy chị Chi, tôi thấy chị Cúc,
tôi thấy chị Hạnh, tôi thấy tất cả các chị vẫn làm được những việc như đàn ông, có thua gì đâu. Thậm chí còn gì quý vị, còn xuất sắc hơn nữa. Đó là mình chỉ nói chuyện thế gian thôi. Chứ còn Phật tánh thì xin lỗi là làm gì có chuyện nam với nữ. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa mới có gì quý vị? À, Long nữ bát tế thành chánh giác. Hả mà, Long nữ 8 tuổi thành Phật. Tướng đó thì có nam có nữ. Tánh thì làm gì có nam có nữ. Quý vị nhớ câu nói của Ngài Huệ Năng không? À, người thì có nam có bắc. Phật tánh thì làm gì có nam với có bắc. Tổ Hoằng Nhẫn hỏi Huệ Năng: ông đế đây làm gì? Tôi nói đây xin làm Phật. Kinh Pháp bảo đàn, hả không à? Hồi nãy thầy đề cập tới chỗ này mà thầy chưa có nói. Tư tưởng Thắng Mang này cũng giống như Ma Cật á, nó tạo nên một cái sự xung đột rất là lớn. Bởi vì đó, ngày thời của Đức Phật á, giáo hóa các vị tỳ kheo, cho nên á, giải thoát được hiểu như là đặc quyền của hàng thanh văn Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La là hán. Và sao quý vị, cư sĩ chỉ là người hộ pháp thôi. Phật giáo Nam truyền bây giờ họ cũng như vậy đó, làm phước thôi. Họ cũng giảng cho Phật tử làm phước sinh thiên thôi, chứ đâu có nói chứng đắc. Nhưng tinh thần của Đại Thừa đó là gì quý vị? Là người cư sĩ tại gia hoàn toàn có thể chứng đắc, có thể thành tựu được quả vị giác ngộ giống như thành văn. Đây là cái điều quan trọng. Bởi vì tự tánh thì không có tánh nam tánh nữ, không có phân biệt. Mà gì? Chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng mà. Cho nên quý vị biết không, xuất hiện những bộ kinh dành cho hàng cư sĩ Phật tử, đặc biệt đó, bên đối với hàng thanh niên đó, thanh thiếu niên đó, thì có nhân vật rất đặc biệt trong kinh Hoa Nghiêm. Là nhân vật nào quý vị nhớ không? Thiện tài đồng tử. Đối với những vị cư sĩ lão thành, những trưởng giả, hả mà, là có ai? Có ông Duy Ma Cật. Và đối với hàng phụ nữ thì có Thắng Mang phu nhân. Kinh điển Đức Phật nó hay lắm, hả mà. Như vậy nó dành tất cả mọi căn cơ. Mà thiện tài, mà Duy Ma, mà Thắng Mang là những đại diện để Đức Phật tuyên thuyết thôi. Trước đây đó, trong thời Phật giáo bộ phái đó từng tạo ra những sự xung đột. Bởi vì người ta cho rằng giải thoát là đặc quyền của hàng thánh văn. Mà xưa đó, sau khi Đức Phật nhập diệt, gọi là có một cái bộ phái gọi là đại, gọi là thượng tọa tọa bộ đó. Vì không đồng ý đối quan điểm của đại chúng bộ, cho nên các vị trưởng lão mới dời hết vào trong núi Himalaya để mà tu tập. Còn cái thành phần chúng sinh biết bao nhiêu bỏ lại cho ai? Nếu mấy người này chỉ đến chỉ là hộ pháp không thôi, cúng cho mấy ông thầy ăn không thôi, thì chắc là được vài bữa là họ chán rồi. Họ cũng tu và họ cũng có giải thoát. Cho nên những bộ kinh này đó, mới nghe qua nó có một cái sự mâu thuẫn, nó có một sự xung đột thực sự về mặt tư tưởng. Nhưng giáo pháp của Đức Phật là dành cho tất cả mọi căn cơ. Ngay cả xiển đề trong Kinh Pháp Hoa cũng có thể thành Phật. Đức Phật cũng thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật, gọi là nhất xiển đề đó mà cũng còn thành Phật. Huống hồ gì các bậc trưởng giả như Duy Ma Cật, những hoàng hậu như Thắng Mang, hả mà. Những thanh niên ưu tú như Thiện Tài đồng tử. Cho nên đó là cái điểm đặc sắc của Kinh Thắng Mang, làm bộ kinh nói về người nữ tại gia đều có khả năng thành tựu. Và thường thường kinh đó là Phật nói, quý vị biết không? Kinh là Phật nói. Kinh Di Ma ai nói? Ông Di Ma ông nói. Kinh Thắng Mang ai nói quý vị? Hoàng hậu Thắng Mang nói, Phật chỉ ấn chứng thôi. Đó, con nói đúng. Vậy là đủ rồi. Con nói vậy là đúng rồi đó. Tôi thấy có ghê gớm mà. Thắng Mang nói chứ không phải ông Phật nói. Phật chỉ là người ấn chứng. Con nói là đúng, là chân thật.
À, tiếng nói con là tiếng nói sư tử hống, cho nên mới kinh này mới gọi là thắng mang sư tử hống mà. Giống như tiếng hét của con sư tử nó gầm lên là tất cả muôn thú trong rừng đều khiếp khiếp sợ. Người nữ có khả năng này không? Hoàn toàn có khả năng năng này. Đó là cái điều đặc biệt. Có nhiều người mới nói là Phật giáo trọng nam khinh khinh nữ. Tướng thì có, nam có nữ không? Tướng thì có, nam có nữ. Tỳ kheo ni dù thọ giới 100 năm vẫn phải đảnh lễ tỳ kheo mới thọ giới một tuổi hạ. Bởi vì vì bảo hộ cho phái nữ, đặc biệt trong xã hội Ấn Độ ngày xưa, quý vị biết không, là xã hội trọng nam khinh nữ, và toàn thế giới bây giờ người ta cũng trọng nam khinh nữ, cho nên Đức Phật mới chế ra những giới luật để làm gì quý vị? Để bảo hộ người nữ, nâng tầm người nữ, chứ không phải Đức Phật trọng nam khinh nữ, làm gì có nam với nữ ở đây. À, các vị Bồ Tát nam có không? Có. Nữ có không? Có. Tướng mà, tướng thì nam nữ là gì? Là có hết. Nhưng tánh á thì nhiều ông á là tánh đàn bà, có không? Nhiều bà tánh đàn ông. À, tướng thì có nam có nữ, nhưng tánh không có nam có nữ. Và kinh Thắng Mang là bộ kinh đặc biệt, điểm đặc sắc kinh Thắng Mang là kinh dành cho nói về người nữ tại gia, chứ không phải tỳ kheo ni, mà người nữ tại gia. Và tất cả các chị ngồi đây đó ha, các Phật tử nữ ngồi đây đó, các vị đều có thể thành tựu được cái sự nghiệp tu học, không thua gì đàn ông hết. Quan trọng có tu hay không? Không tu. Thiên tài đồng tử thì thông minh, hoạt bát, lanh lẹ, trí tuệ, hả, mà với chí nguyện là đi học học đạo, với sở học bao la. À, còn Di Ma Cật thì sao? Một vị trưởng giả giàu có, nhưng có những khả năng trác vời, khả năng siêu việt, đến nỗi các vị thanh văn như Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên đều phải khiếp sợ, đúng không ạ? Người nữ cũng có những cái vũ khí người nữ chứ. Người nữ làm đạo bằng gì quý vị? Bằng sự khiêm cung, bằng sự nhu mì, bằng sự đoan trang, bằng sự nhã nhặn. Khi hành đạo đối với chúng sinh, hả, mà thì tùy theo mỗi chúng sinh mà Bồ Tát thực hành đúng với cái cương vị của mình, đúng với hình tướng của mình. Nhiều khi người nữ làm đạo tốt hơn đàn ông, đúng không? Bây giờ có những chuyện đưa mấy ông tới giải quyết không sao, mà đưa mấy bà tới giải quyết sao? Bởi vì người phụ nữ họ có cái mềm mại, cái nhu nhuyễn. Hình ảnh của Thắng Mang là hình ảnh nhu nhuyễn. Hình ảnh Thắng Mang là hình ảnh cao sang. Hình ảnh Thắng Mang là hình ảnh khiêm cung của người nữ, sự nhã nhặn của người nữ. Nhưng chí hướng thường thì không thua gì các đấng đại trượng phu. Đó là điểm đặc sắc của kinh Thắng Mang mà thầy muốn chia sẻ với quý vị về những cái nội dung quan trọng như vậy, thấy không ạ? À, như vậy là thầy đã lượt qua những cái nội dung chính của kinh Thắng Mang nha. Bây giờ đó chúng ta còn được ít thời gian để tranh thủ ha, để chép tên của 15 bản kinh này, thấy không ạ? Toàn kinh chia thành 15 chương. Rồi bắt đầu chúng ta giảng được chương nào hay chương nấy ha. Giảng chủ yếu là 10 đại thọ và 3 đại nguyện. Còn hồi nãy giờ thầy nói như vậy thì quý vị cũng hiểu sơ sơ về pháp thân, về Như Lai, Lai Tạng, về gì quý vị? Về nhiếp thọ, về con đích thực, về nghĩa chân thật, vân vân. Nhưng mà rồi chiều khi đi vào từng chương đó, nếu thời gian còn dài, thầy sẽ đọc những đoạn văn kinh hoặc là những câu kinh quan trọng để nói rõ về những cái nghĩa đó hơn. Bây giờ trước hết các anh chị ghi 15 chương của kinh này. Chương thứ nhất là Như Lai chân thật nghĩa công đức. Như Lai chân thật nghĩa công đức. Chân thật nghĩa công đức.
Hòa Thượng Tề Sĩ đó dịch cái chương này á, có cái tên rất là hay: Phẩm Tính Siêu Việt của Như Lai. Phẩm Tính Siêu Việt của Như Lai. Chương thứ hai là Thập Thọ. Thập Thọ tức là gì quý vị? Tức là 10 đại thọ của Thác Ma Phu Nhân đó. Chương thứ ba là Tam Nguyện. Tam Nguyện tức là ba đại nguyện đó. Các anh chị mà học như thế này thì sau làm tiểu luận bậc lực là rõ ràng ha mà. Ba đại nguyện, chương thứ tư là Nhiếp Thọ. Lát chiều nay giảng tới đây thầy sẽ nói kỹ về cái Nhiếp Thọ này. Chương thứ năm là Nhất Thừa. Thừa là gì quý vị? Hả? À? Xe chứ phải thừa là dư thừa đâu ha, nó nhất thừa mà một sao dư được. Chương thứ sáu là Vô Biên Thánh Đế. Trời, cái này nó hay lắm quý vị ha, Vô Biên Thánh Đế. Cái này mà đúng là giảng là giảng 15 buổi á. Nhưng mà các anh chị cũng nắm cái khái niệm rất là kỹ rồi. Chương thứ bảy là Như Lai Tạng. Chương thứ tám là Pháp Thân. Chương thứ chín là Không Nghĩa Ẩn Phú Chân Thật. Không Nghĩa Ẩn Phú Chân Thật. Chương thứ mười là Nhất Đế. Nhất Đế. Chương thứ 11 là Nhất Y. Chương thứ 12 là Điên Đảo Chân Thật. Điên Đảo Chân Thật. Chương thứ 13 là Tự Tánh Thanh Tịnh. Tự Tánh Thanh Tịnh. Chương thứ 14 là Chân Tử. Chân Tử. Và chương thứ 15 là Thắng Mang. Chương thứ 15 là Thắng Mang. Đâu bây giờ đọc lại các anh chị có hiểu không? Như thứ nhất, Như Lai chân thật nghĩa công đức, tức là phẩm tính siêu việt của Như Lai. Thứ hai, Thập Thọ tức là 10 đại thọ của Thắng Mang Phu Nhân. Tam Nguyện tức là ba đại nguyện là nhiếp hết cả 10 đại thọ. Chương thứ tư là nhiếp thọ. Nhiếp thọ đây tức là nhiếp thọ chánh pháp. Chỗ này chiều thầy giảng kỹ ha. Chương thứ năm là Nhất Thừa, tức là một thừa chứ không có tam thừa. Chương thứ sáu là Vô Biên Thánh Đế. Thánh Đế là gì quý vị? Mình có nghe từ nào từ Thánh Đế không? Mình có mấy đế? Hả? Tứ Diệu Diệu Đế, hả mà? Khổ Tập Diệt Đạo, hả mà? Chứng Khổ, hả mà? Biết Tập Chứng Diệt và gì? Và đạo tức là con đường, là phương pháp. Đó là tứ đế một cách rất là hạn hẹp. Thắng Mang nói tới Vô Biên Thánh Đế cũng dựa trên nền tảng của tứ thánh đế mà nói rõ được. Cái tứ đế mà chúng ta học hồi nào giờ chỉ là gì quý vị?
chỉ là những phần đoạn sánh sanh tử thôi, mà chúng ta chưa biết được cái biến dịch sánh sanh tử để có thể thường hằng trong đó hả mà. Chương thứ 7 là Như Lai Tạng, chương thứ 6 là Pháp Thân, hồi sáng thầy có giảng sơ sơ rồi. Chương thứ 9 là Không Nghĩa Ẩn Phú Chân Thật. Ẩn phú tức là gì quý vị? Là che lấp, không nghĩa là cái nghĩa không hả mà, che lấp cái chân thật. Chương thứ 10 là Nhất Đế, một đế, Nhất Đế Viên Thông Tam Muội Ấn hả mà. Chương thứ 11 là Nhất Y. Y là gì quý vị? Y tức là dựa vào đó, là y chỉ là quy chỉ quy y với Phật thừa thôi, quy y với Như Lai Tạng thôi hả mà. Nhất Y, điên đảo chân thật. Trong kinh Thắng Mang nói về sự điên đảo và sự chân thật. Thắng Mang nói tới tự tánh thanh tịnh, nãy giờ thầy có giảng rồi đấy hả mà, giảng sơ sơ qua cái nội dung rồi đó. Thắng Mang nói gì? Chân tử. Tử là gì quý vị? Tử là con, chân tử là cái chân của đứa con hả? Chân tử là gì? Là Phật tử chân chánh đó. Chân tử là gì? Là con đích thực đó. Thế nào là con đích thực của Như Lai đó? Quý vị có muốn làm con đích thực của Như Lai hay không? Dù là nam là nữ, dù có tóc hay là trọc đầu, ai là chân tử? Ai là con đích thực của Như Lai? Và chương thứ 15 là chương Thắng Mang Sư Tử Tỳ Hống, rất là hay hả mà. Đó là chúng ta nắm sơ qua về cái nội dung và cái bố cục của kinh Thắng Mang. Bây giờ đó chúng ta mới bắt đầu vô chương thứ nhất. Cũng chưa vô chương luôn quý vị ha. Chúng ta cũng chỉ nói sơ sơ rồi chúng ta còn giải thích đề kinh nữa thôi, để chiều. Thôi bây giờ tôi ngồi tôi nói nha. Thứ nhất là kinh Thắng Mang nói gì? Hồi nãy giờ nói là nói những gì? Nói Phật tánh bình đẳng trong tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Đó là cái điều quan trọng bậc nhất mà chúng ta phải nắm, và đó cũng là cốt tủy của kinh Thắng Mang, nói về Phật tánh bình đẳng trong tất cả chúng sinh. Và đó là Phật tánh bình đẳng đó, thì không nói tới giai vị, không nói tới thứ lớp. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó đã từng nói là những ai đã từng một lần xưng Nam Mô Phật trong tháp miếu của Phật thì cũng có khả năng để thành Phật. Đây là cái điều khó hiểu vô cùng. Những điều khó hiểu nhất á, nó nằm ngay trong những hành động đơn giản nhất. Quý vị nên nhớ như vậy. Những điều mà khó nhận, khó tin nhất, nó nằm trong những việc đơn giản nhất. Như trong kinh Pháp Hoa nói rằng một đứa bé nó lấy đất sét nó nắn thành ông Phật, phải không quý vị? Rồi nó lại Phật hả mà, thì Đức Phật cũng thọ ký nó có thể thành Phật. Đơn giản không? Bây giờ tôi nói đi, đó là ông Phật nói, tôi nói chắc không trúng trật gì, nhưng bắt chước nghe mà. Quý vị quét chùa có thành Phật không? Thành Phật. Quý vị dắt một bà cụ ăn mày đi qua đường có thể thành Phật không? Thành Phật. Vì sao? Vì dựa trên nền tảng của tâm Bồ Đề. Nếu không có tâm Bồ Đề thì làm những thứ kia trở thành tà kiến. Còn trên nền tảng của tâm Bồ Đề thì dù một nụ cười, một hơi thở, một ánh mắt vẫn có thể hóa độ chúng sinh, vẫn có thể gọi là thượng cầu hạ hóa. Cho nên trong kinh mới nói rằng gì quý vị? Kiến pháp tràng ư xứ đó, phá nghi vẫn ư trùng trong 60 mạng, quý vị nhớ không? Xây dựng pháp tràng ở tất cả mọi nơi, phá hoại lý nghi ở khắp cùng các chốn. Chỗ nào cũng là pháp tràng, cũng dựng cái gọn cơ pháp lên được hết đó. Các anh chị đang ngồi ở đây mà giả sử như có ai lần đầu tiên họ tới, họ nhìn thấy quý vị là họ phát tâm rồi. Trời, mấy ông bà già ngồi đây, già có trẻ có, nam có nữ có, đi chùa bà có tràng ngồi đẹp quá. Thì đó không là họ gì quý vị. Họ có say rượu tới đây, họ thấy họ cũng đi né ra ngoài, ngồi kia. Họ muốn chửi muốn bế mà họ nghe mình đang giảng, đang nghe pháp đó, họ cũng gì quý vị, họ cũng dừng cái tâm ác độc của họ.
họ lại. Như vậy ngay nơi hình ảnh các anh chị đã xây dựng một pháp tràng. Giữa cái bức bách của người ta, mình nỉ một nụ cười hoáng. Người ta đang nổi giận mà, người ta đang sân hận, người ta chửi mình, mình nỉ cái nụ cười yêu thương. Là người ta cũng gì quý vị, cũng tắt ngấm đi cái gì quý vị, cái nỗi sân hận kia. Đó là một cái ngọn cờ pháp chúng ta đã dựng lên. Người ta nhìn với ánh nhìn hằng học, còn chúng ta nhìn với ánh nhìn yêu thương. Mà nói trên ngôn ngữ nhà Phật là lòng từ bi. Đó là ngọn cờ pháp được dựng lên. Thấy không ạ? Xử tất cả các việc bằng cái phương châm của gia đình Phật tử là gì? Bi, trí và dũng, thì có thể vượt thắng hết tất cả phiền não. Cho nên thầy muốn nói sự kiện càng đơn giản bao nhiêu lại càng khó nhận thức bấy nhiêu. Cái quan trọng là cái nhận thức của chúng ta có cái niềm tin với cái này hay không. Chứ còn đó, không phải phải làm cái gì to tát, phải dời núi lấp biển, không phải, mà trong những hành động nhỏ nhất như một nụ cười, trong một ánh mắt, tất cả đều để gì phát khởi cái niềm tình tín của thế gian, của chúng sinh đối với Phật đạo. Trong 10 hành nguyện của ngài Phổ Hiền đó, mỗi khuya mà tôi lại thù ân rằm mùng 1, tôi hay đọc cái câu này mà tôi thích lắm. Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn sự môn trung, Phật sự môn trung bất xả nhất pháp. Nghe câu này chưa? Trong cái cõi thực tế đó thì không thọ lấy một mảy trần, một hạt bụi cũng không dính vô. Nói như Dương Tử bứt một sợi lông chân đổ hết cả thiên hạ cũng không thèm. Nói vậy là còn thường. Mà trong cái cõi thực tế đó, một mảy trần cũng không dính, gọi là thực tế lý địa bất thọ nhất trần. Nhưng mà Phật sự môn trung bất xả nhất pháp, trong cái cửa Phật sự thì không bỏ một cái pháp nào cả. Pháp nào cũng có thể là thành tựu được quả vị giác ngộ cả. Không có việc nào nhỏ. Ông trụ trì ra quét sân được không? Được không? Được. Cho nên không có cái việc nào là nhỏ cả. Mà chúng ta cứ cho rằng mình lớn, mình phải làm những việc lớn. Ta là trưởng ban gia đình Phật tử, ta phải làm những việc to tát. Những chuyện nhỏ đó là để cho mấy đàn em nó làm, nghĩ vậy là sai. Trong cửa Phật sự là không bỏ một việc nhỏ nào. Có lần tôi gặp một vị hòa thượng mà tôi cung kính. Đời sống vị đó như thế nào tôi không biết, một chừng đây tôi cung kính. Trong một ngày lễ lớn tại ngôi chùa ở Mỹ, tôi qua vô tình gặp nhận một buổi lễ lớn, mời các hòa thượng thì các tiểu bang về rất là đông. Chuẩn bị tới giờ cung nghinh chư tôn đức thì hòa thượng đắp y lên rồi. Ông đi lên, đang đi lên có một bà mẹ trẻ dắt một đứa nhỏ, đứa bé 3 tuổi dắt tới gặp hòa thượng nói: lạy thầy đi con. Cái đứa bé nó sụp đó lại. Cái ông thầy á, ổng đang bận chuông trống nổi lên đi đó, mà hòa thượng đứng im. Lạy đi con, lạy đi con. Ổng đứng im cho thằng bé nó lạy ba. Và lại tôi xúc động quý vị. Xúc động là bởi vì sao? Cái việc của hòa thượng trụ trì đã đang làm cái việc lớn, nó cũng đón chư tôn đức tăng từ khắp các tiểu bang nè. Vì chuyện đó cũng nhỏ. Cái chuyện nâng niu một cái tấm bồ đề của một đứa bé mới là chuyện lớn, thì hiểu cho đó không ạ? Lại đi con, trời ơi hay quá. Thực tế lý địa thì bất thọ nhất trần. Trong cõi thực tế thì một mảy trần cũng không dính, như trong cửa Phật sự, hiểu không ạ? Trong cửa Phật sự thì bất xả nhất pháp, một pháp dù nhỏ nhất cũng không bỏ đi. Và cái nhận thức về vấn đề này đó, để có thể thành Phật, đó là một nhận thức khó. Nhận thức khó từ những việc làm rất nhỏ. Mà chúng ta là huynh trưởng rồi, chúng ta là trưởng ban rồi, chúng ta là trung ương rồi, ha mà làm gì việc lớn rồi. Đó là gì? Đó là quan điểm sai lầm. Trong sự tu tập, những chuyện càng nhỏ càng khó làm. Ở trong thiền môn đó, có Tuyết Ẩn thiền phòng đó, có ngày Tuyết Ẩn đó, ổng chuyên làm cái việc gì quý vị không? Chuyên lau cầu thôi, chùi cầu thôi, quét cầu thôi. Ổng tu ngay trên cái cầu, trên toilet của chúng đó. Ai làm việc gì? Việc của tôi là việc chùi cầu. Ngài Tuyết Ẩn á, cho nên là
Sau này cái toilet đó có cái tên trong thiền môn, có cái tên là Tuyết Ẩn Thiện Thiền Phòng. Hôm nào mà mấy ông thầy định cho chỉ, tôi mới đi Tuyết Ẩn Thiền Phòng về nè. Là đi đâu? Là đi toilet. Mà Tuyết Ẩn là tên của thuộc thiền sư Tuyết. Tuyết Ẩn đó. Cái việc đó mới là cái việc gì quý vị? Dễ thành tựu đạo nghiệp nhất. Bởi vì nó xả đi cái gì quý vị? Cái chấp trước. Nó xả đi cái hình, hình tướng, nó dẹp đi cái bản ngã của mình. Quý vị hiểu cho đó không ạ? Đó mới là những việc làm có thành tựu lớn. Chứ đừng có việc gì là việc lớn, quốc gia đại sự gì đâu. Ngay những việc nhỏ gì như vậy. Cho nên sự kiện càng đơn giản bao nhiêu, càng khó nhận thức bấy nhiêu. Vì thế Đức Phật mới tuyên bố đạo lý nhất nhất thừa. Vì thế Đức Phật mới tuyên bố đạo lý nhất thừa. Chư Pháp tùng muốn lai, thường tự tịch diệt tướng. Phật tử hành đạo nhĩ vị lai đắc tác. Tác Phật. Tướng của tất cả các Pháp vốn nó tịch diệt, vốn nó vắng lặng. Cho nên toilet hay là trên salon thì nó cũng như nhau. Nếu mình nhận được cái đó mình làm, thì bằng cái tâm Bồ Đề thì ngay nơi đó mình đã thành tựu được cái quả vị của mình, và đời sau sẽ được thành Phật. Và Kinh Thắng Mang đã phát khởi cái chí nguyện của Đại Thừa, kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy. Kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy trong tất cả mọi thời, mọi lúc, mọi nơi. Bắt đầu từ nơi bản thân mình, rồi tới gia đình, định mình chứ. Mình làm huynh trưởng mà trong nhà của mình không ai chịu tu theo Phật hết trơn. Trong nhà mình toàn rượu chè bé bé, con cái của mình nó hư. Tức là mình chưa có làm tròn cái vai trò của một người huynh trưởng. Và tiếng nói của một huynh trưởng là gì? Là tiếng sư tử tự hống. Trong kinh dùng cái từ là hùng hùng sư tử tận thần thân á, rất là hay á, mà tiếng sư tử tự hống. Và đó là một nhân cách vĩ đại, không phân biệt là vương tôn nam hay là nữ. Tư tưởng chủ đạo của Kinh Thắng Mang là như thế. Không riêng mình mà thực hành bốn nhiếp sự, đó là lời phát nguyện của Ngài Thắng Mang trong cái chương nhiếp thọ mà chiều nay thầy sẽ nói. Và người phụ nữ tượng trưng cho những cái tâm nhu nghiến, sự trang nhã, sự khiêm cung. Và đó, Thắng Mang phu nhân đó lấy nền tảng của Như Lai Tạng để mà hướng vọng. Mà Như Lai Tạng đó nó sao quý vị? Nó bao trùm hết tất cả. Cho nên người học Phật thì sở học phải bao la. Người học Phật là gì? Là phải phát nguyện giống như trong tứ hoằng thệ nguyện của chúng ta. Phát nguyện gì quý vị? Pháp môn vô lượng thệ nguyện, nguyện học đấy, tứ hoằng thệ nguyện đó. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện nguyện thành. Tất cả các chúng sinh đó, họ sống trong cái lo âu, họ sống trong cái sợ hãi, cho nên họ mới nương tựa vào cái nhiên giới. Người xưa đó, tâm thế giới thần thoại đó. Vì sao mà có thần thoại quý anh chị biết không? Là tại vì người ta thấy người ta nhỏ bé quá, con người nó cô đơn quá, cho nên nó luôn luôn nó sợ hãi. Có người sợ gì quý vị? Sợ gì? Sợ đủ thứ, mà nó tóm là sợ sống và sợ chết thôi. Cái gì đâu, hồi xưa tự nhiên đang ngồi đây cái tự nhiên đùng một cái sét nó đánh một phát cái là sao, nguyên cái cây cổ thụ thiệt to nó ngã xuống, nó gãy xuống, dễ sợ. Sức con người làm sao mà làm ngã được cái gốc cổ thụ đó, mà sét nó đánh một phát coi như là cây cổ thụ nó ngã luôn. Chắc là trong cái tiếng sét kia nó có cái ông thần, vì thế là sinh ra thần sét. Biển tự nhiên nó dâng sóng lên, nó liếm hết tất cả nhà cửa ruộng vườn. Người ta nghĩ sức người không thể làm được như vậy, mà chắc có cái ông thần, vì thế có sống thần, thần cây, thần núi, thần gì quý vị? Thần lửa, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần ngày, thần đêm, đủ thứ thần cả. Vì thế gọi là đa thần, thần giáo. Từ đa thần giáo rồi mới dồn lại dần dần thành một vài vị thần như là Brahman, như là Vishnu, như là Shiva,
thần sống, thần chết rồi giới hạn ha, thần tình yêu rồi đủ thứ thứ là vài vị thần, rồi cái gom lại thành một ông thần mà người ta gọi là thượng đế ha, mà là đấng thánh Allah hay gì gì đó đủ thứ thứ ha, mà cả nhân loại bây giờ người ta cũng nương vào cho thần. Bởi vì sao? Vì người ta sợ hãi quá ha, mà ông Phật ông chỉ là mình là Phật luôn thì mình sợ ai nữa, mình nương vào ai nữa, mình nương vào ai? Nương vào Phật thôi. Phật ở đâu? Phật ở trong mình. Cái đó mới là cái ghê gớm, đó là cái giá trị đặc biệt của Phật. Phật giáo mà nó gì gửi gì phủi hết tất cả những tà kiến của chúng sinh. Tất cả chúng sinh nó làm đem cái sinh mệnh của mình nô lệ bởi thần linh từ xưa đến nay. Mà ngay cả các thầy của mình á giảng đó, đôi lúc á cũng hướng dẫn Phật tử tà kiến bằng cách là đem cái sinh mệnh của mình nương tựa vào cái thần quyền, biến ông Phật trở thành một ông thần cũng là thần quyền, cái điều mà ông Phật không phải là một ông thần, Phật chỉ là ông thầy thuốc biết thuốc chữa bệnh cho chúng sinh. Uống không uống là lỗi tại người uống thuốc, không phải lỗi tại ông thầy thuốc, nhá mà không phải là lỗi tại ông thầy thuốc. Cho nên không có gì sợ hãi, nhận thức rõ người điều này, người huynh trưởng cất lên cái tiếng gầm của mình như tiếng sư tử tự hống, làm cho tất cả thú rừng đều sợ hãi, tức là thiên ma ngoại đạo đều phải khiếp sợ. Không phải bằng có y lực gì cái gớm, mà bằng có y lực của chánh kiến thôi. Mình có tin không? Mình có tin điều này không? Mình có tin vào chính mình không? Chứ còn giờ nói cho vui gì chứ, tin thần, tin ông Táo Bình Vôi, tin Cửu Thiên Huyền Nữ, tin Đức Thánh Trần, tin ông Địa, tin ông Thần Tài, nhiều hơn tin ông Phật. Có nhiều nhà tôi vô bàn Phật, tôi nói tôi thui, bụi bám đầy, bụi nằm lâu chán xà nhà, lặng nhẹ nhàng rơi phủ bàn thờ buồn hiu. Tôi thui cho nó luôn luôn lấp lấp vậy đó. Như cái bàn của ông Địa với ông Thần Tài lúc nào cũng đèn chớp 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 chớp, lúc nào cũng có chè, lúc nào cũng có chuối hết trơn. Bởi vì cái ông này á, ông đem tiền tới cho mình, chứ là ông Phật cho nói giờ không đem tới, có không? Ý vậy hả? Đó, trong khi chúng ta học Phật mà chúng ta gì quý vị, biến ông Phật trở thành một ông thần luôn. Quý vị Phật tử tu niệm Phật mà biến Cực Lạc thành một thứ thiên quốc của thần giáo, giống như thiên đàng của Thiên Chúa giáo, về đó đời đời hưởng phước an nhàn, mà không hiểu được tinh thần của Phật dạy chúng ta. Xin thưa quý vị là tà kiến nhiều lắm, phải không ạ? Đối với hàng thanh văn đó, như hồi nãy thầy có trình bày đó, thì tu pháp gì quý vị? Tu pháp gì? Thanh văn tu pháp gì? Nhớ không? Thanh văn tu tứ đế, khổ tập diệt đạo, ha mà. Chứng được cái gì? Chứng được diệt đế, tức là niết bàn, là thoát khỏi sanh tử. Thoát nó chỉ là thoát cái phần đoạn sanh tử thôi, nhưng mà sanh tử nó biến dịch trong từng phút giây, được cái này rồi nó lại tiếp tục cái kia, trong cái dòng bất tận, nó dù nó ở cúng bậc nào đi nữa thì nó vẫn còn. Cho nên hàng Bồ Tát đó nhận ra được cái phần đoạn sanh tử, ha, mà sanh tử trong từng sát na. Chứ giờ anh dứt hết sanh tử rồi, nhưng mà có còn sanh tử không quý vị? Cũng còn có sanh tử. Chỉ khi nào đạt được cái vô ý của Như Lai thì mới thôi. Đạt được cái sự vô ý của Như Lai là không sợ cái ông thần nào hết á. Ông thần cây, ông thần tài, ông thần địa, ông thần gì cũng không sợ. Vô ý mà cất lên tiếng sư tự hống, ha, mà tu tứ đế là tu vô biên thánh đế. Đó là tinh thần của kinh Thắng Màng. Mà giờ hết giờ rồi, ha, mà sáng giờ thầy nói vòng tào lao không à, ha, nhưng mà thật ra nó là nội dung chính của kinh. Chiều nay chúng ta sẽ đi vào từng chương để khai triển cái này một cách hoặc nhanh hoặc chậm, tùy theo cái thời gian. Nãy giờ có ai ngủ gục không? Có không ạ? Thầy nói ngủ thì cứ ngủ, không sao ha, mà A Di Đà Phật. Cảm ơn tất cả các anh chị, các Phật tử đã lắng nghe. Bây giờ đã hết giờ, chúng ta nghỉ trưa.
Và 1:30 chúng ta tiếp tục nha. A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiên